Mẹ bầu ở chợ không có ai nữa. Mẹ ra đi, mẹ ra đi. Đừng có lấy Facebook chính mà chia sẻ cho con đi. Đi. Hello. Ôi đẹp quá mấy chị ơi. Nay hàng đẹp quá à. Ngày nào cũng có mẫu mới. Để cho mấy chị khỏi phải chán ha. Ngày nào cũng mới, mấy chị tốn tiền rồi. Đúng không? Cho mấy cái gia chủ giùm bé ra. Hello mấy chị nha. Rồi chia sẻ like lên dùm Trang đi mấy chị. Đúng rồi, mẫu Trang đang mặc mới về. Không phải là mới về mà về hôm tối hôm qua. Về tối hôm qua nha. Rồi chia sẻ like lên dùm Trang đi mấy chị. Sao mà nó to quá vậy? Rồi chia sẻ like lên dùm em nhé. Chị nào vô rồi chia sẻ like lên dùm em. 50.000 năm bộ áp dụng chia sẻ like. Hello, chị nào đang quay chia sẻ like và chấm chấm cho em biết nhé. Sao chị thấy chị chưa? Hôm qua là cái máy này đã bị hôm qua cái máy này mấy chị nó bị ẩn comment á. Hôm nay mấy chị nào mà mới lên mà gửi cái trăm người xem là chị nào đang quay chấm chấm cho em biết nha. Rồi comment lên cho em nhé. 50.000 năm bộ cho em. Nhớ dùm em hôm nay là vẫn còn siêu phẩm. Nhớ cho Trang nhá. Hôm nay là toàn siêu phẩm mấy chị, vui lòng đừng bom nha. Rồi comment lên cho Trang biết nha. 50.000 năm bộ đã chia sẻ like kèm bao số sau số điện thoại giùm em nha. Trang nhờ động lực mấy chị chia sẻ giùm em giống như ngày hôm qua vậy mấy chị. Chị nào vô cái livestream này rồi chia sẻ giùm cho em Trang nha. 50.000 năm set kèm ba số sau số điện thoại giùm em. Chia sẻ nhất 3 tới 5 lần. À mẫu Trang đang mặc là von chị ơi, mẫu Trang đang mặc là von nha. Chị nào đang vô quay cái like này chia sẻ like giùm cho em Trang và comment lên cho em nhé. 50.000 năm bộ. Nếu mà view cao như ngày hôm qua Trang cũng tặng không đồng như thường lệ cho mấy chị nha. Rồi chia sẻ like lên giùm em được không mấy chị? Trời ơi bộ Trang đang mặc đẹp quá. Trời ơi giá siêu rẻ luôn. Mấy chị mua nhà em là quá sướng luôn. Kiểm tra hàng nha, kiểm tra hàng thoải mái này. Đó, giá là giá bao giá toàn quốc luôn. Em nói thật. Nhà em mà hàng cao cấp đi chăng nữa là chưa bao giờ dưới 200.000. Chỉ có một cái bộ mẫu em chuẩn bị em may thôi là trên 200.000 thôi. Cũng tầm 201-202 thôi, nhưng mà chuẩn bị em đem mẫu thôi. Cái đó là em mới mẫu thôi nha. Rồi chia sẻ like lên giùm em. 50.000 năm bộ kèm men 3 số sau số điện thoại giùm em. Mấy chị ơi bấm theo dõi. À cái bộ mẫu hả? Muốn quay hả? Ni lấy dùm cái bộ mẫu đi Ni ơi. Ni lấy cái dùm bộ mẫu cho mấy chị quay nào đi. Vậy? Cái mẫu đằng sau con ngựa con hổ mới về đó. Cái mẫu đó là cái mẫu đó là mới em mới lên mẫu thôi, là không mẫu con ngựa con hổ á. Cái mẫu đó em mới lên mẫu là cái đó là tầm 201-202 thôi nha. Nhưng mà mấy chị ơi đợi em một vài hôm nữa đi. Cái đó mẫu đó là chỉ có lại mẫu đó là vì in rất là mắc tiền cho nên Trang bán giá trên 200 thôi. Còn toàn lại là dưới 200.000, nó quá rẻ luôn mấy chị. Đây nè, bộ này em đang may mẫu nha. Mấy chị thấy chưa? Đẹp không? Chất là liệu hàng lụa cao cấp nha. Rồi 50.000 năm một comment lên cho em. Đây mấy chị thấy này rất là đẹp luôn, nhưng mà đợi ít bữa nữa mới có nha. Trong tầng cái này tầm là 200 mấy á nha, 200 mấy đỡ lên giùm em nha. Đó, rất là đẹp luôn mấy chị thấy không? Rất là đẹp nha. Nhưng mà cái này là chưa có hàng, cái này là em mới lên mẫu thôi. Rồi chia sẻ like lên giùm em mình chị nha. 50.000 ba số cuối thôi nha. 50.000 năm bộ kèm ba số sau số điện thoại giùm em. À bộ này chưa bán chị ơi, bộ đó em làm mẫu chưa có bán. Đâu rồi cái kéo. Rồi bây giờ Trang khui hàng ra nha. Nhớ dùm em Trang nha, đừng có bom hàng tội nghiệp dùm em nha mấy chị nha. Trời ơi mấy chị ơi, hôm qua nó mấy chị like mà cầm cái kéo này nè, sáng nay hết hồn luôn mấy chị. Facebook nó báo về cái kéo này là cái gì, nó
giống như là không có cho dao rửa lên lên trên mạng vậy đó mấy chị. Trời ơi nó làm em hết hồn tưởng, nó chặn like em đó chứ. Rồi chị này tên gì đây? Để em thu cái kéo đó mấy chị ơi, chị chết em. Rồi Mạnh Hiếu này, cái đơn hàng này 380.000 mấy bộ, hai bộ, trời ơi sơ mi nha. Cái này là có sơ mi nè. Rồi ai muốn mua comment lên cho em đi, ai muốn mua cứ comment lên cho Trang. 50.000 năm bộ kèm 3 số sau số hồi giùm em, để em thu cái kéo mấy chị vừa kia, vừa là vừa mở ra bán cho mấy chị nhé. À duy nhất Mạo Trang đang mặc mới về rồi, chia sẻ like lên giùm em nhé. 50.000 năm bộ đã chia sẻ like kèm 3 số sau giùm em. Bên Trang ơi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. Hôm qua mấy chị chia sẻ rất là nhiều luôn. Mấy chị thấy không? Mấy chị chỉ cần comment 3 số sau và chia sẻ ít nhất 3 tới 5 lần vào hồi nhóm là được. Chỉnh quần giùm em đi. Là được rồi, là mấy chị không có lỗ cái gì hết trơn. À bộ em đang mặc đời xíu nha chị nha. Bộ Trang đang mặc. Trời ơi, bộ Trang đang mặc là mới về nè, đẹp chưa? Trời ơi là trời, cái này mấy chị mua ngoài thị trường không dưới 250, Trang nói thật luôn. Hôm nay là còn siêu phẩm mà không mua thì thôi. À quanh ngày hôm qua hả? Quanh ngày hôm qua còn nha. Quanh ngày hôm qua còn mỗi thứ một ít thôi. Ai chưa mua được thì nhớ nha. Để Trang qua cái này là cái gì đây? Để em Trang qua nha. Rồi 50.000 năm bộ kèm 3 số sau số điện thoại giùm em. Trời ơi mấy chị ơi, em nói thật luôn, Trang nói thật luôn. Trang nhờ động lực của mấy chị chia sẻ like giùm cho Trang. Tại vì mấy chị không, mấy chị chia sẻ không có lỗ đâu. Em nói thật. Tại vì mấy chị sao Trang bán hàng rất là dễ. Mấy chị chỉ cần 3 nút vào trang cá nhân của mình và 3 nút vào hội nhóm thôi là mấy chị đã có ngay bộ đồ mấy chị mặc rồi. Em nói thật, nếu mà view cao giống như thường lệ mấy chị, em tặng không đồng cho mấy chị như thường lệ là như thường. Đó, hôm qua em tặng tới 5 chị luôn, không đồng luôn. Mấy chị thấy sung sướng chưa? Rồi cái bộ này em thông báo mấy chị luôn. Cái bộ này là trong vòng 2 ngày nữa em về hàng lại nha, 2 ngày nữa em về hàng lại. Nhưng mà hiện tại bây giờ kho nhà em hết rồi. Nhưng em xin phép mấy chị luôn, cái nào mà còn nhiều á em bán, còn cái nào mà hết, còn một bộ hai bộ em xin phép em tặng không đồng, được không mấy chị? Đó, thấy chưa? Không đồng không thèm bán luôn. Cái nào mà ít thì Trang sẽ tặng cho mấy chị không đồng, còn cái nào nhiều Trang sẽ bán cho mấy chị 50.000 năm bộ. Hello bên Trang chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. Chị nào đang coi bên ba Trang chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha Trang ơi. Đây mấy chị này, cái bộ này Trang xin phép tặng cho mấy chị không đồng. Em thề danh nhiều luôn, bộ này không đẹp Trang không lấy tiền. Ok chưa? Nhưng mà đặc biệt mấy chị phải chia sẻ hồi nhóm cho em. Em sẽ chốt cho những chị nào có chia sẻ like nhiều nhất có thể giùm em. Em sẽ tặng không đồng liền. Lão không có mất lọc luôn. Em nói thật, em nói xài mất lọc luôn. Bộ này em tặng không đồng. Tại vì bộ này hiện tại nhà kho em bây giờ không còn bộ nào hết. Đó, rồi để coi bộ này bộ gì nha. Coi còn hàng không, cái bộ này còn hàng không. Hình như hết rồi đúng không? Hôm qua khách có lấy mà không có này. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên cho Trang nhá. Trang nhờ động lực mấy chị chia sẻ nhiệt tình cho em. À đúng rồi chị, 50.000 năm bộ chị ơi, rất là rẻ, không có chỗ nào bán hết, chỉ có nhà Trang bán thôi. Trời ơi, nghĩ sao mà 50.000 năm bộ tính ra là bao nhiêu ta? Tính ra là một bộ có 10.000 à. Trời ơi, còn gì bằng, đúng không mấy chị? Một bộ 10.000 thì còn gì bằng nữa. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha. Đăng lên lượt giùm em nha. Rồi, đây mấy chị coi nè, cái bộ này đẹp chưa? Đó, bộ sơ mi. Cái bộ sơ mi này hiện tại nhà Trang vẫn không còn luôn nha. Rồi ai muốn mua cứ comment lên đi là Trang bán liền. Nè đẹp chưa? Trời ơi là trời, tao nói bộ này là xuất sắc. Rồi 50.000 năm bộ giùm em nha. Để em coi em bỏ nuôi sau này. Rồi đây này chị này. Trời ơi mấy chị ơi, em nói thật luôn nha. Mua hàng, nội dung này mấy chị à, hoài thuê bao. Trời ơi là trời. Cái tình trạng này em nói thật luôn mấy chị. Cái tình trạng này là bom hàng rất là nhiều luôn. Trời ơi chuyên gia bom hàng mấy chị là tên gì đây? Anh Hoàng. Trời ơi là trời. Bom một hàng đâu có ít đâu mấy chị, tới 625.000 luôn. Trời ơi là trời. Anh Hoàng này chị ơi, ở quận 4 mà cũng bom hàng nữa mấy chị. Trời ơi em nói thật luôn, để em coi mẫu này chưa. 625.000 cục này nha, em không nói xạo luôn. 625.000, bây giờ em xin phép em tặng cho mấy chị luôn nha. 50.000 năm bộ cho em, chị nào muốn mua cứ comment lên đi là nhà Trang sẽ in bill ra. Và đã có đơn hàng rồi. Bên Trang ơi, chia sẻ like giùm em nha. Bên Trang đâu rồi, trời ơi bên Trang hôm nay yếu quá vợ. Chia sẻ bên Trang đi. Để em quay, cái bộ này là bộ gì nha. Cái cục này là cục gì nha mấy chị nha. Trời ơi là toàn hàng đẹp không à trời. Trời ơi hàng Quảng Châu nè mấy chị. Trời ơi thiệt tình luôn. Hàng Quảng Châu cho em nha mấy chị nha. Để qua bộ này bộ gì đây. Rồi pyjama quần đùi. Trời ơi là đẹp giả mang chưa. Ai muốn mua cứ comment lên nha em nhé. Em chốt 5 bộ bất kỳ trong những cái bộ này cho mấy chị. Em khui cho mấy chị từng mắt mấy chị thấy luôn nha. Cho nên mấy chị quay rõ giùm em. Những cái bộ này là em khui từng mắt cho mấy chị luôn. Cho nên mấy chị quay rõ giùm em nha. Đây
50.000 năm bộ, có những cái bộ này cho em luôn. Thấy đẹp chưa? Cái này là pyjama cùng sọt giùm em hàng Quảng Châu nha. Cái này là set Quảng Châu cho em, không phải là set tầm bậy tầm bạ nha mấy chị nhá. Chia sẻ like lên giùm em đó mấy chị. Nhớ giùm em kiểm tra hàng trước khi nhận hàng này cái này. Rồi đây này mấy chị. Đây em set bộ này nữa này, để em quay cái này là gì nha. Rồi anh Hoàng này. 50.000 năm bộ cho em nha. Trời ơi cái này là cái gì đây? Trời ơi set rằn pyjama. Trời ơi em không có hàng bán luôn mấy trời. Rồi 50.000 năm bộ cho em nha. Lên mỗi máy lên 1.000 lượt chia sẻ cho em. Thấy chưa đẹp không? Trời ơi là trời, những cái bồ này tao nói mặc với nhà là bao xịn luôn. Trời ơi là trời, sao nở lòng nào mà bông lần 4 vào đồ vậy trời. Anh Hoàng này có vô danh sách 6 cho anh ấy. Đừng có bán nữa nha. Trời ơi cái gì con vậy trời. Con mình 3 số cuối thôi mấy chị ơi. Con mình 3 số cuối thôi nha. Nè mấy chị coi nè mấy chị. Rồi 50.000 năm bộ chia sẻ like đã có đơn hàng nha. Ôi không có tiền thì thôi chị. Trời ơi em đâu có ép buộc chị mua đâu. Những cái hàng này em không có bán đó chị Hoàng. Mà sao chị bom em lần 4 vào đồ, tội nghiệp em lắm luôn á. Rồi ai muốn mua cứ comment lên đi, trang chốt 5 bộ bất kỳ trong này nha. Là có những cái bộ đồ trong này luôn. Em khui ra cho mấy chị tận mắt mấy chị thấy luôn. Mấy chị thấy không, bom khủng khiếp. Bom lần 4, 5 bộ. Trời ơi là trời. Rồi bộ u xì sọc này. Nhớ dùm em kiểm tra hàng. Có những cái mẫu em like thì mấy chị hãy nhận. Còn ngoài ra không, mấy chị chụp màn hình lại đi nha. Chụp màn hình lại cho em. Khi mà nhận hàng mình kiểm tra có những cái bộ này mình hãy nhận cho em. Còn ngoài ra tàu lao quốc đế là cái đó là giả dối nha. Cái đó là những cái shop khác lấy cái live stream em. Nó giao hàng tầm bậy cho mấy chị. Tại vì nó lấy số điện thoại trên live. Nó giao hàng tầm bậy cho mấy chị. Cái đó là không, em không có trách nhiệm đâu nha. Cho nên em cam đoan mấy chị luôn. Nhớ giùm em là phải kiểm tra hàng. Kiểm tra hàng những có những cái bộ này mấy chị hãy chọn giùm em nha. Rồi 50.000 năm bộ. Ai comment lên là trai mới bán nha. Còn không có comment lên trai không có bán đâu. Rồi đây để qua cái cục này to nhất này. Lôi được cục đó to giùm em nha. Trời ơi là trời, má ơi ai mà khốn nặng dễ sợ luôn mấy chị. Ôi bây giờ em, trời ơi là trời mấy chị ơi. Trời ơi là trời, hết đường nói luôn mấy chị. Bây giờ Trang không biết bán cái gì cho mấy chị luôn, cho nó thật luôn mấy chị. Trời ơi, Trang nói thật, bây giờ Trang không biết bán cái gì cho mấy chị luôn. Để mấy chị khỏi bom luôn á, em nói thật. Bây giờ nha, Trang yêu cầu mấy chị nhớ giùm em. Mình cảm thấy mình mua hàng được, mặt hàng bên nhà Trang rất là rẻ, cho nó thật luôn. Cho nên chị nào muốn mua thì nhớ giùm em 50.000 năm bộ đừng bom nữa mấy chị ơi, tội nghiệp em lắm. Tại vì 50.000 năm bộ là em xả đầu like, em bán em lấy tương tác thôi. Chứ còn 50.000 năm bộ mấy chị nghĩ đi, 10.000 một bộ thì lời lả đâu ra mấy chị, đúng không? Đó, mấy chị nghĩ đi, 10.000 một bộ thì lời đâu ra nhiều. Cho nên mấy chị đừng bom ngược lại về giùm em nha. Bên Trang Trang ơi, chia sẻ like nhiệt tình đi bên Trang Trang. Trang Trang đâu hết trơn rồi. Nhớ dùm Trang nha mấy chị nha. Ôi em nói thật luôn mấy chị. Trời ơi là trời. Em qua em khui ra cho mấy chị coi nè. Từng mắt cho mấy chị thấy luôn. Cho à, không có ai ngu đâu mà bán 10.000 bộ cho mấy chị đâu. Cho nên mấy chị chia sẻ like là mấy chị đã có đơn hàng rồi. Nghe nhân viên trong đọc tên nha. Đợi xíu đi mấy chị. Trời ơi hôm nay làm khui hàng là tới ngày mai cũng như hết hàng luôn mấy chị coi nè. Bom mà cả lùi lùi luôn mấy chị. Rồi chia sẻ like lên giùm em nhé. Bên Trang Trang ơi chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha mấy chị. Mấy chị ơi bấm theo dõi bên May mới giùm em và bấm bật chế độ thông báo giùm em. Trời ơi cái này là cái gì đây trời. Trời ơi tôi tới thì kéo rồi đi. Qua cái này là cái gì đây. Trời ơi là trời mấy chị ơi em nói thật lại luôn. Em lại luôn mấy chị, cái này đơn hàng tới một chùa máy luôn mấy chị. Trời ơi đừng bom giùm em nha. Trời cái này là cái gì đây. Trời ơi là trời, cái này tên gì vậy Ni? Cái này tên gì vậy? Trời ơi mấy chị ơi, hàng em bán rất là đẹp đẽ luôn mấy chị. Mà mấy chị kiểm tra hàng, mấy chị không có tiền nhận. Trời ơi mấy chị shipper nói cái chị này tên gì vậy mấy chị, để qua em nhớ này. Tên gì đây? Phương Quỳnh. Trời ơi mấy chị tên đẹp quá mà sao không biết sao. Mấy chị ơi không có tiền thì thôi sang mồm mấy chị. Em nói thật luôn, em lên đây buôn bán có nghĩa rằng là em chỉ mong mấy chị đặt hàng là phải có trách nhiệm thôi, cho em không có cần cái gì hết á. Trời ơi là trời, những cái bộ đồ này mà không lấy thì thôi. Con mình 3 số cuối giùm em nha mấy chị nha. Đây là cái gì đây? Rồi cái dung 2 giây xoắn ngực hôm qua không có bán này. Nhớ giùm em nha. Chứ dạy là đi, chứ dạy lên giùm em là mình đã có đơn hàng rồi nha. Đây cái này là gì? Dung 2 giây đúng không? Rồi dung 2 giây này. Trời ơi xoắn ngực này đẹp kinh khủng chưa? Rồi chia sẻ like giùm em nha. Ôi má ơi cái bộ của anh. Em nói thật em không còn gì để nói luôn mấy chị. Trang nói thật, Trang nói thật, nhiều lúc mà buổi tối em nằm em ngủ mà em ám ảnh luôn mấy chị. Mấy chị không tin thì thôi. Một ngày là 24 tiếng đúng không? Mà một ngày em ngủ tầm mấy tiếng luôn mấy chị. Không có thời gian mà ngủ luôn.
Trời ơi, thức tới 2-3 giờ sáng mới chị tròn vải. Tròn vải xong đến khi là phải gửi vải cho mẫu bên xưởng nó may. Trời, ban ngày em like, rồi con cái này kia rồi em đâu có thời gian đâu mấy chị. Em chỉ làm việc lúc 2-3 giờ sáng cho nên rất là cực khổ, ăn đồng tiền cực khổ lắm mấy chị. Chứ không phải, chứ không phải lên đây sung sướng gì đâu. Thì có lên đây em nói mà muốn rớt nước mắt luôn mấy chị. Kiếm đồng tiền của mấy chị đâu có phải dễ đâu mấy chị ơi. Cho nên á, mấy chị vui lòng mua hàng này có trách nhiệm giùm em nha. Đó, giống như ngày hôm qua em đi gần có 300 đơn hàng mà có rất nhiều chị đặt hàng. Trời ơi em ơi, hai bồ gì vậy em, hai cái đầm gì vậy em, trời ơi nói một câu mà muốn rụng tim luôn mấy chị. Nói chị đặt hàng mà chị phải nhớ chứ chị, mà trong lúc chị đặt có hai bộ mà chị cũng không nhớ rồi sao em giao hàng tới chị nhận được. Thôi bây giờ em xả ra nha. Xả ra đi em. Trời ơi, trong lúc á hàng em không có bán mấy chị đó, cho nên em lên đây em tâm sự cho mấy chị. Ai muốn mua cứ comment em chốt cho, không cần em đọc tên đâu nhé. Trong lúc á em lên đây em tâm sự cho mấy chị biết cái hiệu nổi người ta bán hàng là khổ như vậy đó mấy chị. Trời, đặt hai bộ đồ cái đầm gì vậy em ơi, hai bộ nào em. Trời ơi, gặp mấy chị bán hàng mấy chị có điên hay không mấy chị. Trời ơi, thôi em xả ra luôn. Em xả ra luôn, em đâu có bán đâu mấy chị. Trời ơi khổ lắm. Rồi bộ von này nè, bây giờ nhà trang hết rồi nha. Em tặng không đồng, bộ này em không bán tại vì hết rồi. Em tặng không đồng nhưng mà chia sẻ lanh nhé. Em nói là em làm cái này mấy chị thấy không, nãy giờ khui cái bà này gần có chục bộ luôn. Em không như mấy cái shop khác, lên đây chửi con mẹ này mẹ kia. Trời ơi, mình chửi thì mình mang nghiệp thôi mấy chị. Mình chửi thì cũng đâu có tiền vô túi mình đâu, đúng không mấy chị? Cho nên em không có chửi gì hết trơn á. Đó, cho nên mấy chị phải tình tâm lại giùm em. Mua hàng cảm thấy nhận con được này mấy chị ơi, qua nè. Cái này có nghĩa là cố ý bom hàng chứ không có nghĩa lý gì mà không nhận hàng đâu mấy chị. Trời ơi, khui cục hàng muốn rớt nước mắt luôn mấy chị. Cho nên mấy chị thương em á. Mấy chị mà có thương Trang á thì đặt hàng phải có trách nhiệm nhận hàng giùm Trang nha. Trang không có nói như cái shop khác. Con mẹ này trời ơi Trang không có chửi vậy đâu mấy chị nha. Người ta làm người ta chịu thôi. Thế còn mình lên đây mình chửi cũng đâu có tiền vô túi mình đâu, đúng không mấy chị? Cho nên Trang yêu cầu mấy chị này, coi này, đặt toàn là mẫu đẹp không chứ không phải là mẫu xấu gì đâu. Đây tên gì đây này. Trời ơi, tới 1.3 triệu. Trời ơi, những shop khác á là nó bắt mấy chị phải chuyển khoản cọc nha. Đây nhà em không cần luôn mấy chị, để em cho mấy chị coi này. Vương Ngọc Trân, trời ơi là trời, phường 5 quận 8. Trời ơi, cái này mà ở gần nhà em là chết mẹ với em rồi mấy chị. Không chửi nhưng mà gần nhà là chết mẹ với em rồi đó. Đây là 1.385.000 này. Trời ơi mấy chị thấy không? 1.385.000 chứ đâu có ít đâu mấy chị. Để em coi nha. Amanda bữa trước có tặng bản bộ đúng không? Hay là gì đây? Trời ơi là trời, cái đầm gu xì hôm qua có tặng một má nào nè. Hôm qua em có tặng chị nào mùa này rồi nè. Em nó đi em làm chó luôn. Hôm qua em có tặng chị nào đi. Chị tên gì vậy? Có mua thêm hàng không? Có. Vi Trần. Vi Trần, hôm qua em có tặng cái khách Vi Trần một bộ cái đầm này. Nhận hàng không may em không làm người đây. Cái dương hồi nãy cũng có tặng một người luôn á. Bây giờ em xin phép tặng thêm một chị nữa. Nó đi mất lập luôn. Nhận cái đầm này xuất sắc một cuộc tình luôn. Bây giờ nha. Rồi chuẩn bị tặng đi. Để em quay khui hết đã. Đây đây là gì? Trời ơi là trời. Sao mà bà đặt toàn mẫu đẹp không vậy trời. Thật sự luôn á trời. Má ơi. Trời ơi là trời. Không bán luôn. Trời ơi là trời. Bà đặt toàn mẫu đẹp. Rồi bây giờ tặng nha. Bây giờ tặng trước đi, xong rồi Trang bán cho mấy chị nha. Tại vì bây giờ là view cao rồi. Mỗi máy bên đây là bao nhiêu? Bên đây là 250, bên đây gần 100 là 350, bên đây là 100 nữa là hơn nửa ngàn người coi. Đó, hơn nửa ngàn người coi bao máy. Bây giờ em xin phép nha, tặng mỗi chị nè. Đây, đâu rồi, đây là tôi chuẩn bị tặng nha. Đó là tặng cái von này trước đi. Rồi em xin phép tặng cái von tay le này. Tại vì những cái mẫu này là nhà Trang hết rồi cho nên Trang sẽ tặng không đồng. Em thề luôn, cái von này em đang may lại mà không có vải nha. Đây, rồi tặng không đồng cho chị nào đầu tiên nha. Nghe Trang đọc tên và gan ghim bài trực tiếp luôn. Cho nên mấy chị khỏi phải phân bì. Chị nào may mắn thì được trúng nha. Ok chưa? Rồi chuẩn bị chốt nha. Bên chỗ chùm đồ bộ trước nè. Ok, đồ nhà Trang đẹp quá. Ok, Liễu Đô hả? Liễu Đô. Tặng không đồng. Chị Liễu ơi, cho em số điện thoại đi chị. Liễu rồi. Đô không đồng. Tiếp tục một bộ von beo. Tiếp tục một đồng. Bộ von beo. Em nói thật, view cao em nói tặng là tặng, không phải như mấy chỗ khác đọc tên bừa vậy đó mấy chị. Em không có vậy. Tiếp tục nha. Win rồi, chốt cho chị win tặng không đồng. Win tặng không đồng. Tiếp tục một cái quanh nữa. Rồi tiếp tục bên đây nha.
Bộ One đó đó. Lê Phượng đi, cho cái chị Lê Phượng bên đây. Lê Phượng 474 đuôi. Chị Lê Phượng ơi, Trang xin phép tặng cho chị bộ này nha chị Lê Phượng nha. Em cảm ơn chị đã chia sẻ cho em bên chỗ Trang Trang này. Em cảm ơn chị Lê Phượng đã chia sẻ cho Trang và nhớ bấm theo dõi bánh bay giùm em nha chị Lê Phượng nha. Bên đây đừng tục lục như Lê Phượng. Rồi. Đó rồi cái bộ đầm đó đâu rồi cái đầm. Rồi em chốt cho chị nào bên cái đầm này nè. Em kéo lên trên nhé. Quynh Quynh có rồi đúng không? Quynh có rồi. Ủa sao chị nào được tặng thì mua thêm sản phẩm nha. Rồi Quynh Quynh đâu rồi? Quynh Quynh tặng rồi. Ủa sao không thấy ai comment hết trơn nữa vậy? Bên chân bên ta bên chùm đồ bộ nè. Con đọc tên đi đại đi con. Tặng cái đầm đọc đại bên chùm đồ bộ lại mất thời gian đi giùm em cái. Nguyễn Quynh Anh. Nguyễn Quỳnh Anh em tặng cho chị một cái đầm nha. 622 đuôi. À chị Nguyễn Quỳnh Anh ơi, chị có nghe em nói không? Em tặng cho chị một bộ này á. Tại vì máy tính em không thấy là comment hết á. Này, rồi 5 bộ, 50k 5 bộ cho chị một chị nào chia sẻ like nhiều nhất 3 máy. Đọc bao nhiêu rồi hồi nhóm luôn đi nha con. Rồi Nguyễn Quỳnh Anh. Rồi 50k 5 bộ bán cho một chị, 50k 5 bộ một chị. Duy nhất chị nào chia sẻ like một đọc tên lên đi nè. Giao Quỳnh, Giao Quỳnh. Chia sẻ bao nhiêu hồi nhóm? 78 hồi nhóm. Rồi một bộ này. Chị Giao Quỳnh ơi, em bán cho chị 50k 5 bộ này nha. 2 bộ 3 bộ, chị nhớ kiểm tra hàng đúng mẫu mình thấy nhận giùm em nha. 4 bộ Giao Quỳnh. 4 bộ, thôi một bộ dung đi. Rồi 5 bộ. Chị Giao Quỳnh có nghe em nói không trời, nhớ mất liền giùm em nha. Rồi em chốt cho chị Giao Quỳnh chia sẻ like nhiều nhất 78 hả? 78 hồi vào hồi nhóm. Rồi lên hàng đi nè. Rồi bây giờ em lên 5 bộ nữa nha chị nha. Rồi lên em bộ này đi. Chị nào nãy giờ em Amanda này đã tặng một bộ không đồng rồi, cho nên hôm nay tôi nhường cho khách mới nha. Rồi lên bộ em đang mặc đi chị Hồng ơi. Rồi lên set em đang mặc đi. Rồi lên set em đang mặc nha. Rồi set em đang mặc. Set này là 185.000. Mấy chị mua ngoài thị trường không dưới 240 nha. Cái này là chất liệu bằng vải voan, cái quần rất là đẹp luôn. Ở trước là bạn ngang, ở sau là lưng thun. Cái này là bằng von nha. Rồi ai lấy mẫu trang năng mặc chốt giùm em là von nâu, kèm số điện thoại giùm em 185.000. Hôm nay là em chuyên về von nhiều nha. Hôm nay về von nhiều lắm. 185 đưa giùm em cái kính. Rồi ai lấy chốt giùm em mã von đùi này nha. 185.000 kèm số điện thoại giùm em. Bộ này em lời không nhiều đâu mấy chị ơi, may giá rất là cao. May giá rất là cao luôn nhưng mà Trang vẫn bán giá rẻ cho mấy chị. Rồi ai lấy chốt giùm em mã von này kèm số điện thoại giùm em nha. Đẹp chưa? Ôi bộ này xinh cực kì. Von nâu. Nâu 2 chỗ uống kiếm heo. Đây, von nâu 2 chỗ uống kiếm heo. Cái này vải von nhá, 185.000. Cái này là em không nhận sỉ nữa nha. Sỉ là em chia trong vòng 2-3 bộ thôi. Tại vì cái này không có nhiều. Em mới về mà sỉ nó đặt cọc hết rồi. Còn tầm là mấy 20 bộ thôi nha. Hết 50k là gì? Rồi, chốt giùm em mã này đi. Chốt giùm em mã này đi, von nâu 185.000. Cái này mấy chị mua bên ngoài ít nhất là phải 240-250 nha. Em nói đi em mất lọc luôn, không có giá này 185.000. Cái bộ này mấy chị mua bên ngoài ít nhất là phải 240.000, không có giá 185.000 đâu mấy chị. Phải von nâu. Rồi von nâu cho cảm nhận. Rồi ok chị này, đẹp lắm luôn, bộ này siêu đẹp luôn á. Bộ này có mười mấy bộ thôi nha mấy chị nhá. Đọc lên lẹ đi con ơi. Von nâu cảm muốn được tặng đó chị. Von nâu. Trang tròn von nâu. Rồi. Lên Nguyễn von nâu. Rồi ok chị. Bộ đang mặc 185.000 chị. Quan cực kỳ khó may nữa chị. Các chị ơi, anh thương Nguyễn với Như nhỏ đừng có mình nữa chị ơi, hết rồi nha. Bây giờ lên quan bạn. Hồng Nguyễn. Hồng Nguyễn con nâu. Đang chị Nguyễn con nâu. Rồi ok chị. Ôi con mặc của ai hết rồi muốn con mình. 185 kèm số điện thoại cho em. Cái này kèm cùng rồi cho em nha mấy chị nhá. Mấy chị mua bên ngoài ít nhất là phải 240. Hết 50k rồi mấy chị ơi, vui lòng đừng comment nữa. Mua bên ngoài ít nhất phải 240.000, em bán cho mấy chị 185.000 thôi là giá lấy tương tác nha. Rồi qua nâu giùm em 185.000 cho em. Kèm quần rồi nha. Nguyễn nhiều con đùi nâu. Trời cái này đẹp quá mấy chị ơi. Rồi. Trời ơi mát cực kỳ mấy chị, Trang nó điên mất lọc luôn. 240.000. 240.000 ở ngoài thị trường nha. Đừng có chặn con. Kệ đi, nhiều lúc nó comment nó bị lỗi nó chạy. Rồi chốt cho em qua nâu 185.000 cho em nhé. Cái bộ này em bán mấy chị không có lời nhiều luôn, em nói thật, lỡ cái lô này thôi, lô sau em sẽ in vải để em may giá tốt cho mấy chị. 185.000 là coi như là không đủ tiền vải luôn, em nói thật luôn á. Em bán cái lô này giống như để có mẫu thôi, chứ còn bộ này mấy chị mua ngoài thị trường ít nhất là phải 240. Nói điều không có lọc luôn, bèo lắm là 201 nha, bèo lắm là 201. Nói điều không có đứng đây mất lọc bán cho mấy chị luôn. Bộ này em bán đúng lời 2-3 ngàn thôi mấy chị, thật sự là như vậy luôn nha. Rồi ai lấy von nâu nữa chốt lại đi con ơi. Mập để
Ngọc đẻ nâu này, 185 nè. Có màu riêu mấy chị ơi, màu riêu đẹp cực kỳ luôn. Rồi ai lấy nâu này chứ không? Đùi rồi nha. Đẹp ha, cái bộ này rất là đẹp luôn mấy chị, sang cực kỳ luôn, tao nói bộ này xinh lắm. Rồi em qua cái màu riêu cho mấy chị. Qua nâu Nguyễn Quyên này. Đây. Em ghen cái màu riêu đẹp cực kỳ luôn. Cái màu nâu nó sang lắm mấy chị ơi. Cái ngọc để đi Nguyễn Quyên đi. Ngọc để Nguyễn Quyên rồi. 185 giùm em nhé. Nu nu ba cho chị Amanda kìa. Rồi bán ta. Nâu cho chị Trần Tina nè. Đây. Ba nâu cho Amanda. Trần Tina. Nè Trần Tina nè. Qua mặt sướng cực kỳ mấy chị ơi. Mấy chị ơi 50k năm bộ hết rồi, vui lòng người con mình nữa nha. Bấm cái bộ mơ là qua đây luôn. Qua đây luôn. Rồi chân lên màu riêu, mã hơn cái màu riêu đẹp. Nguyễn Quyên ơi, dồn đâu chị. Trời ơi, cái màu riêu nó mới chạy, trời ơi nó đẹp quá. Xúc sắc. Rồi lên giùm em màu riêu nhé. Chốt cho Trang màu riêu kèm số điện thoại. Bên nào cho Mai Gia Công. Bên nào cho Mai Gia Công. Ôi đẹp quá, trời ơi là trời. Ôi em sẽ lấy xếp này em mặc mấy chị ơi, nó trắng da cực kỳ luôn. Hôm qua bán cái mẫu này mà cùng dài. Bây giờ mấy bộ riêu đi, trời ơi riêu đẹp quá. Riêu 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 đi mấy chị. Bộ này không có lời nhiều đâu. Riêu cho ủng Nguyễn Hai này. Tập riêu đi con, đẹp quá à. Linh Võ riêu, Phương Vi riêu. Đây đây 185 ngàn. Trời ơi cái này mấy chị mua bên ngoài ít nhất là phải 240. Bèo lắm là 201, nói riêu không có lọc luôn. Cứ đi đi tham khảo đi, cứ đi tham khảo cho Trang nha. Trang nói xào là Trang không có đứng tay Trang bán hàng như vậy. Trang lời một bộ đồ 2-3 ngàn thôi. Nhiều lắm là 5 ngàn nha. Đọc tên đi con ơi, riêu. Đẹp quá, 185 ngàn giùm em. Hôm nay em lên toàn siêu phẩm luôn. Riêu đẹp cực kỳ. Đúng rồi, cho Amanda chưa riêu cho Hương Ngọc. Riêu cho Hương Ngọc 185 ngàn mấy chị. Cái này có thể không hở ngực nha mấy chị nha. Mấy chị có thể gài lên đây cho em này. Đó. Nhưng mà anh Tuyết riêu. Anh Tuyết riêu. Hồng Sương riêu. Hồng Sương riêu. Nhung Trần lấy riêu kèm số thoại Nhung Trần ơi. Nhung Trần kèm số điện thoại giùm em đi. Riêu đẹp lắm mấy chị. Trần Yến riêu. Trần Yến riêu này. Rất là xuất sắc. Thanh Tâm riêu. Thanh Tâm riêu. Mỗi set em có tầm 20 bộ đổ lại thôi, không có nhiều nha mấy chị nha. Trời ơi đẹp quá à. 185 ngàn thì ở đâu ai bán mấy chị, em nói thật luôn. Mấy chị nhận hàng đi, mấy chị sẽ biết là lời Trang nói thật hay là sao. Bích Ngọc riêu. Ngọc riêu. Nguyễn nhiều riêu vô. Rồi. Chị nào có đơn kèm dù đơn cho Phùng Văn Du. Phùng Văn Du riêu, Học Hoa bon nâu nè. Phùng Văn Du bon nâu. Trời ơi cái màu. Phu Vi hết rồi, Mai Gia Công bon nâu rồi. Trời ơi cái màu này nó đẹp. Trời ơi bên Phùng ngoài. Phùng Văn Du, Mai Gia Công bon riêu nè. Bên ngoài nó rất là trắng da luôn mấy chị, tao nói thật luôn. Phùng Văn Du riêu vô luôn. Có quần dài chị ơi, đời xíu đi chị. Ờ nó đẹp. Phùng Hoa bon nâu. Phùng Hoa bon nâu. Chia sẻ like nhé chị nhiều, nào. Chị nào đang qua like chia sẻ like cho em. Được không mấy chị? Nhớ giùm em nha. Trang nhờ động lực chia sẻ like của mấy chị. Được không mấy chị? Hồng hoa nâu. Hồng hoa nâu. Nguyễn Nhiều có riêu rồi. Ôi, cái màu riêu này hôm qua em bán còn dài không có hàng. Trần Tina riêu nè. Trần Tina riêu. Đẹp ha. Mimi riêu. Đẹp quá à. Em mặc là em sẽ mở cái hộp mức này ra. Cùng Văn Du tím nè. Vô nó một tím cái Phùng Văn Du. Tím lần sau. Chị nào có mình một lần thôi nha, là em đã thấy rồi nha. Trời ơi nó đẹp lắm mấy chị. Mua đi có 185 ngàn coi như là mới tiền công thôi, cho nó thật mấy chị. Phương Cầu riêu, Trung Trần riêu nè, Liên Phương riêu. Đưa giùm em đi, đưa giùm em cái quần. Nghe nhân viên Trang đọc tên là mình có đơn hàng. Phương Cầu riêu, Trung Trần riêu. Nguyễn Nhiều có riêu rồi, vui lòng có mình một lần giùm em thôi mấy chị. Má ơi riêu nó xuất sắc cực kỳ luôn mấy chị. Có mình một lần thôi nha. Nè trời ơi cái quần riêu này. Trời ơi đang hot lắm luôn mấy chị ơi. Mà em may ra nó giá rất cao thật sự luôn. Mà em vẫn bán giá rẻ cho mấy chị thật sự luôn. Rồi đọc tên riêu đi con. Nguyễn Na Bi Phương màu riêu kèm số điện thoại đi mấy chị. Mấy chị ơi mã kèm số điện thoại giùm em Trang. Kèm số điện thoại chốt được nha. Riêu cho Ngọc Đệ kìa. Ngọc Đệ. Ngọc Đệ vô. Rồi chân lên màu đỏ đô. Giang Như Lương dồn. Giang Như Lương vô này. Rồi chân lên màu đỏ đô. Giang Như Lương ở dưới đó. Rồi Giang Như Lương rồi đỏ đô. Màu này đẹp quá cho nên em may có 4 màu luôn. Chia sẻ like lên mình trai nha chị. Những trần riêu. Dễ đi dạ, riêu dạ. Nó đẹp cực kỳ mấy chị. Mua bên ngoài 200 rồi chị ơi, đừng có mình 50k 5 bộ nữa nha chị nha. Trời ơi là
trời, cái màu này trời. Cô Ngọc đi rồi, cô đi quá là cái màu. Rồi, dễ đi lương. Chốt dùng em màu sang đi mấy chị ơi. Đỏ đô, đỏ mận đó. Ôi cái màu này đẹp quá à. Nguyễn Quyên con xanh hả? Riêu, là riêu đó. Nguyễn Quyên vô cho chị. Ôi cái màu này nó sang quá mấy chị ơi. Nguyễn Quyên dùng vô để xong. Trời ơi, màu đẹp quá chị nha. Trời ơi cái màu. 52 năm bữa hết rồi, cứ lòng mình có mình nữa nha mấy chị. Trời ơi là hôm trời cái màu. Hôm qua có riêu chưa? Hôm qua hả? Hôm qua dùng đơn riêu đi. Rồi, rồi. Má ơi là cái màu. Rồi, chốt cho em màu đỏ đô đi. Đưa giùm cái túi đỏ đô giùm em đi. Ủa cái màu này chết người. Màu này vải von chưa bao giờ có. Nguyễn Nhiêu thấy rồi. Đỏ tôi đô đi đà, đỏ cộng tím nè. Đỏ cộng tím con đi đà. 185 cho em. Tươi lên riêu nè. Tươi lên màu riêu. Trời ơi đẹp quá à. Chị nào có đơn kèm trường đơn là em chốt nha. Trời ơi đẹp quá mấy chị ha, cái màu này em thích giả mang luôn. Đỏ đôi cho Hân Ngọc. Đỏ đôi cho Hân Ngọc được. 60kg vừa nha chị. 60kg vừa cho em nhé, để em nè. Nè tươi lê riêu nè. Ôi sao nó đẹp giả mang luôn mấy chị ơi. Chị Hương cao xin có mặt đỏ cho chị ủng ảnh heo thanh xuân. Ủng ảnh heo mấy bộ? Một đỏ. Ủng heo một bộ, thanh xuân một bộ. Thanh xuân một bộ. Thanh xuân kìa. Nguyễn Na Bi vừa lấy riêu nè. Ờ nói chung là mấy chị von nó là lên màu nào nâu riêu đỏ đô, nâu riêu đỏ đô, nâu riêu đỏ đô cho chị Mỹ Duyên, cho lại số điện thoại đi Mỹ Duyên ơi. Trời ơi cái màu nó đẹp quá. Hà Lê riêu. Trời ơi có 185 ngàn mấy chị ơi. Trang nó thật, nó siêu đẹp luôn, nhìn ngà là cần mê hơn nữa, Trang nó thật luôn á. Mấy chị ơi mua hàng chia sẻ like lên nhìn Trang nhé. Chia sẻ like mới chốt được. Mimi đỏ đô. Trời ơi là trời cái gì vậy. Ồ nó đẹp quá mấy chị. Màu xanh như Trung Nguyễn. Màu tím đẹp nhất các cô. Màu đỏ vô. Hơn Ngọc đỏ đô vô chứ. Rồi. Nhúng cân vô này, nhúng cân vô. Hơn Ngọc đỏ vô. Chị nào mua hàng chia sẻ like nhé, cho mới chốt được. Đẹp lắm, trời ơi, không mua là hối hận cuộc đời luôn. Ở đâu ai bán ta 185 ngàn, quay lại alo căng liền. Đồng ý chưa? Nha, nếu mà chỗ nào mà bán 185 ngàn, em ơi, chỗ kia nó bán như em vậy đó. Mà có 185 ngàn, 150 hay 145 ngàn, alo căng liền. Nâu dồn kìa, một nâu dồn kìa. Rồi lên màu tím đi. Rồi ai lấy đổ đô này, chốt đổ đô nha. 185 ngàn cho em, quá rẻ mấy chị, thật sự luôn. Nhìn lên màu tím. Đỏ đô ai lấy được chốt. Nguyễn Na Bi màu đỏ đô kìa. Đây. Nguyễn Na Bi đỏ đô. Còn nâu nha, Thương Nguyễn Riêu Huyền Trần Nguyễn Thị màu nâu. Huyền Trần Nguyễn màu nâu nè. Huyền Trần Nguyễn màu nâu nè. Trời ơi cái màu tím là màu đẹp nhất mấy chị. Nâu dùng hơn ngọc rồi. Rồi đỏ đô. Thanh xuân là nâu đỏ và riêu. Thanh xuân nâu đỏ và riêu. Nâu đỏ riêu thanh xuân. Ôi trời ơi là trời cái màu nâu. À cái màu tím. Ôi màu tím đẹp quá. Đây riêu cho thanh xuân. Trời ơi cái màu tím, trời ơi là trời cái màu tím đẹp. Em nói thật luôn cái gì ha. Nói chung là vô là màu nào nó cũng đẹp hết đúng không mấy chị. Ôi đẹp quá à. Càng keng là lấy tím nè. Càng keng lấy tím ha. Ôi em công nhận luôn. Càng keng lấy tím. Công nhận mấy chị màu tím nó đẹp. Tím một. Đi em ngủ nha. Tiếng cho Vân Ngô. Tiếng cho Vân Ngô, công nhận màu tím đẹp cực kỳ luôn. Để lại bộ mặt nha. Để lại bộ mặt. Ôi công nhận màu tím nó đẹp kinh khủng luôn mấy chị ơi. Em nói thật luôn á. Nguyễn Thi Đạt đỏ đô Liên Chương. Tím này Liên Chương có đơn chưa? Liên Chương chưa? Đỏ đô cho Nguyễn Thi Đạt. Đỏ đô Nguyễn Thi Đạt. Đạt lớn nha. Hồ Hạnh đỏ đô. Ấy công nhận màu tím đẹp ha. Tím cho chị, hai tím chị càng kia kìa. Hai tím càng kia. Ở công công nhận còn màu tím nó đẹp kinh khủng luôn mấy chị ơi. Văn Du tím dồn này có rồi, Văn Du kiếm. Đây, cho con đưa lên. Màu tím rồi. Ủa, càng kia hai tím luôn hả? Ừ. Hồng Thúy tím. Rồi hết, lô này, lô này, rồi đưa cho em cái lô đó đi. Đại lên đi hết rồi mấy chị ơi. Tâm Nguyễn Tím. Rồi 4 màu không còn màu nào luôn. 4 ngày, 4 màu 150 bộ không còn bộ nào. Đầu lai dễ sợ. Tím với chị Giang Nhi luôn. Trần Tina. Phương Vi. Phương Vi. Tím. 4 màu 150 bộ hết sạch banh không còn bộ nào. À còn một còn đỏ đô kìa. Còn đỏ đô đúng không? Đây nè. Rồi. Rồi lên giùm em màu vàng. Nguyễn Nhiêu tím vô cho Nguyễn Nhiêu. Nguyễn Nhiêu kìa. Phương Tina nè. Một riêu có rồi Nguyễn Hằng một tím nè. Nhung Trần lấy tím vô kìa. Nhung Trần. Nhung Trần vô. Nguyễn Nga tím nè. Nhung Trần. Đây là chị Nguyễn Hằng tím. Thanh Xuân có tím luôn kìa. Thanh Xuân luôn.
hành tím. Hành tím tím băng tuyết tím này. Chị băng tuyết ơi, lựa là cho chắc nha, đừng có dồn đơn hai bên ngay sau. Lựa thả ra xả vô nha chị. Ôi, màu này xinh quá. Bóng mỹ hơn tím nè. Cái này em nói luôn nha, không có nhiều. Đếm giùm em số lượng cái này đi, xỉ lấy nó còn bao nhiêu bộ. Dung Nguyễn màu đỏ. Bộ mới lấy con đỏ này con, đỏ này. Bóng mỹ hơn tím nè. Chị vậy sao chị chứ. Rồi cái này không có nhiều nha, này có 3 nút. 3 nút đây, rồi 185. Má ơi, nó đẹp. Bỏ màu tím, đừng lấy màu đỏ coi nè. Đỏ đâu? Chút cho chanh vàng. Mấy nhiêu tím cho ông thôi nha. Vàng vàng 185. Ôi má ơi, ở này đẹp quá vậy. Ôi cái màu này mặc tay quá chị ơi. Trời ơi đẹp quá à. Để làm đồ làm mẫu nha con ơi. Để là có một bộ nào màu lẻ. Ờ cái đó màu lẻ hả? Coi giống cái này không? Mình coi giống cái này. Thanh Tuyền, hết rồi nó cái cạnh đó. Vàng vàng thì nhiều có tím rồi nha. Đúng rồi, để lại. Rồi lên giùm em vàng 185. Vàng 185 giùm em. Này hết rồi nha mấy chị nha. Hàng này không có vải nhiều. Vàng 185 cho em. Đẹp quá ha. Có 3 nút cho em luôn nhé. Ở trước ngắn sau dài 2, 4, 6, 8, 10 bộ thôi. Cái này có 10 set thôi mấy chị ơi. 185 cho em. Đẹp quá mấy chị ơi. Vàng cho Ngọc Lễ. Vàng cho Anna Nguyễn. Vàng cho Anna Nguyễn 185 nha. Xinh quá hả? Trời ơi đẹp cực kỳ. Thôi bỏ vàng nè. Thôi bỏ vàng có 10 set thôi nha. Anna Nguyễn vàng. Anna Nguyễn vàng có 10 set thôi. Cái này mới ra cái xỉn tay nè. Vàng cho Thơ bỏ. Vàng cho Thơ bỏ. Vừa vừa con. Rộng lắm. Con rộng. Ủa? Hai lê này có đỏ chưa? Rồi. Hai lê có đỏ coi mình một lần đó chị ơi. Quần này mới chị. Mã vàng cho Nguyễn. Quay cái dung rồi nó có gì vậy? Dung Nguyễn bao nhiêu? 10 set thôi nha, cái này không có nhiều nha. Quên mát quá. Mát cực kỳ luôn. Mát cực kỳ. Có sẵn à? Chia sẻ like lên. Hai lê có đỏ nha. Hai lê có đỏ. Chia sẻ like lên. Trang Trang ơi, Trang Trang đâu rồi? Sao Trang Trang yếu quá à? Rồi vàng còn mấy set, lẹ lên đi con ơi. Vàng còn mấy set. Cái miêu ở trong á. Ghi xuống hai cái. À, nó lại bày. Nó không bày. Này khác này. Chú Nguyễn khóa vàng ghi A-Vai. Ghi A-Vai sạc như này. Ghi A-Vai sạc như này. Rồi lại lên mỏng mới lại. Không đủ thời gian chị ạ. Tím hết rồi chị ơi. Hết tím rồi nha. Cỏ mây vàng. Rồi qua mẫu Trần Trang vàng. Cỏ mây Trần Trang. Ghi chú Nguyễn A-Vai vàng. Rồi lên trăng đất. Cái này A-Vai gì? Ủa trăng 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 trăng. Bấm hủy đi, bấm hủy đi. Chị nó bị kẹt cái ấy kéo xuống xíu thôi nó kẹt ha. Cái mục bấm tắt. Rồi lên cái mẫu này đi, cái này mà số mấy? Dạ số 8 chứ không vừa nha chị ơi. Kia ở trên xào còn màu và màu riêu nè. Đi ngoài kia a ba ba. Đúng không? Có chuột thôi. Đây, đưa đây. Không, chuột được còn chuột bấm ghi đây. Rồi đến số lượng giùm em cái mẫu này. Đó. Rồi lên cam đất. Trời ơi đẹp quá. Ôi đẹp quá à. Để xuống cổng hang. Rồi lên cam đất cho em nha. 185 ngàn cho em. Đẹp ha. 50k 5 bộ hết rồi chị nha. Rồi lên cam đất cho Trang đi mấy chị ơi. Có 3 hộp nút rất là đẹp luôn. Rồi cam đất 185 ngàn cho em. Đưa bỏ xuống cho em đi. Cái kia là ba màu, ba bộ. Nguyễn Lan có vàng rồi nha chị. Nguyễn Lan có vàng rồi nha. Nguyễn Lan có mình một lần thôi nha. Rồi cam đất cho em. Cam đất nha. Cam đất cho con. Cam đất cho Thơ bỏ. Thơ bỏ dùng nữa. Thơ bỏ này chị, Thơ bỏ. Trần Linh. Trần Linh. Ánh Tuyết. Ánh Tuyết này. Hồng Sương. Hồng Sương. Cam đất. Rồi ai cam đất nữa không? Trời ơi Trần Lan. Sương Lan. 65 kg hả chị? 65 kg mặc được nha. 65 kg mặc được nha chị nha, tại vì cái thân này phong rộng. Thấy chưa? Đó, nhưng mà nhớ giùm em là phải cao trên 1m6 cho Trang nha, cho còn. Kim này, Tiên Nguyễn này. Rồi, 185 cho em nhé. Rồi, 62 kg mặc được á chị Giang Nguyễn. Nhưng ơi. Nhưng mà cái bộ nó còn mấy bộ vậy? 185 cho Ngân Phan nha. Ừ. Cái này có mấy set? Kim là 185. Con set cái này có 4 set thôi hả? Rồi lên giùm em, ai lấy vàng cam đất nội chốt giùm em cam đất nha. Chị nào hồi nãy được tặng nhất mua cái sản phẩm nha mấy chị ơi. Ai lấy cam đất nội chốt cam đất cho em. Hết hàng rồi mấy chị ơi. Không có nhiều đâu. Hàng không có nhiều mấy chị. Rồi lên cam màu. Cam đất cho hoa bằng lăng nè. Hoa bằng lăng cam đất. 185, ồ cái màu đỏ đẹp quá.
Rồi cho em bộ này có 3 bộ thôi nha. 4 bộ hả? 4 bộ cho em. Bộ hả? Ừ. Ai chốt được chốt chơi cũng chịu luôn. Kéo lên giùm em cái này. Dài không đúng đằng sau giùm em. Rồi lên giùm em bộ này 185.000 giùm em. Đẹp quá. Cái này còn 3 bộ thôi. 4. À 4 bộ, trời ơi lộn. À bộ da beo hả? Là chờ xíu nha. Hôm nay không có hàng nhiều đâu mấy chị ơi. Về cái về cái là sĩ lấy hết, không có nhiều. Rồi, giọt nước này rất là đẹp. Chị Vân ơi, đâu hôm qua em đi rồi nha chị. Đỏ này đúng không chị Vân ơi? Đỏ này đúng không? Đỏ Vân Ngô đó. Rồi chị Vân Ngô bỏ thôi. Rồi còn 3 set. 185. Bộ màu tím là 185.000 đó chị Cúc Nguyễn nha. Rồi ai lấy đỏ này chốt giùm em. Đẹp chưa? Trời ơi, nó xinh màu quá. Màu chị đặt hả? Cái gì? Cái màu xong mấy màu đó. 4 màu quá. 4 màu quá chị Duyên. Chị Hồng hồi nãy lấy 3 màu rồi đó. Rồi chốt đỏ này con ơi, có 4 bộ thôi. Cái màu cũng đó là màu gì? Đỏ cho Nguyễn Quyên. Đỏ cho Nguyễn Quyên. Nguyễn Quyên vô với chị 185. Rồi còn 5 set beo cu xì. Ok ok, lấy set beo cu xì kèm quần kìa. Rồi 53 con nhớ lấy. Cái màu đó là màu gì? Amanda. Amanda beo cu xì Amanda. Thôi cho đỏ ai lấy đỏ thôi. Đi thôi. Qua lấy đỏ thôi. Hồng hoa đỏ nè. Đây. Hồng hoa dùng được không luôn. Trường Anh Liên đỏ 185. Rồi Trường Anh Liên lên sau vừa đẹp. Rồi Trường Anh Liên rồi hết rồi đó, hết đỏ. Hồng hoa này. Rồi lên quần dài. Chưa có liên hợp đi rồi đi đâu. Con tính sao con không? Con còn bộ đó. Con có liên nè. Đỏ nè. Cái này còn mấy set? Rồi 4 set vàng. 180 cho Amanda. Không, Amanda là khách sĩ bên em á chị. Khách bên nước ngoài em cho Amanda. Yes. Beo. Beo, beo 7 của si 7. Amanda kìa. Kìa, giống kìa. Beo 7 của si 7. Rồi 185 cho em mẫu này. Free size á chị. Đeo 7 của chị và cho Amanda đó. Khó lĩ, có khó lĩ khỏe. Ờ, có khó lĩ. Để mình nói. Rồi đưa cho em mẫu này cái. Rồi ai lấy bộ em đang mặc, cầm lên vàng. Chị vàng cho em. Không, cái này là người Malay chị ơi. Người Malay chị ơi, em mới kêu vậy. Vàng chơi, kèm số điện thoại 185. Ba cho chị Nguyễn Quyên. Là Nguyễn Quyên, 4 bộ thôi. Nguyễn Quyên bên ảnh Nguyễn Quyên vô cho chị. Đẹp ha. Bộ này mấy chị mua ngoài 280-290 nha. 280-290. Kết ống rộng cho em. Rồi vàng ai lấy vàng? Ở Sài Gòn nha. 185. Ái trang vàng. Rồi. Có màu nâu tay rồi trang xíu. Ai lấy vàng rồi chốt vàng cho em. Chi Nguyễn vàng. Rồi. Đẹp lắm. Trang Kiều vàng đang mặc. Rồi hết luôn rồi nha. Ai lấy vàng chốt vàng cho em. Trời ơi màu này sang lắm. Bộ máy đang trên 85.000. Màu này hôm qua trang không có bán luôn. Ai gọi chốt đơn vậy em? Cái màu này hôm qua trang không có bán này. Đó, cho nên rất là đẹp. Bộ Nguyễn Theo vàng nè, dồn vàng đi. Đẹp lắm luôn. Bé Lam vàng, Kiêu Phạm nè, vàng. Rồi, Kiêu Phạm cho xin số thoại cho chị Thanh Xuân vàng. Rồi. Thanh Xuân kìa. Chị Kiêu Phạm cho số thoại, bé Lam cho số thoại nha. Rồi chốt giùm em màu xinh nha. Còn ngoại nữa. Không phải. Hồng xinh. Bé Lam với Kiêu Phạm cho số thoại. Rồi chốt giùm em màu hồng xinh. Này Quyên Nguyễn vàng. Hồng xanh, hồng xanh. Quyên Nguyễn có tờ cũng không. Mày bị lắp máy ra rồi. Quyên Nguyễn thấy máy 775. Ủa bắt máy hả? Ừ. Quyên Nguyễn không bắt máy không chốt nha chị. Tụi có chi sạc đấy. Nè, biêu nè, biêu con nè. Rồi chốt cho Trang màu hồng xanh. Nè, Văn đi nè. Màu hồng xanh. Ở đây Quyên Nguyễn hôm qua điện không bắt máy giờ không chốt nữa. Quyên Nguyễn hôm qua em gọi không bắt máy em không chốt nữa nha chị. Hồng trường ngọc cũng thấm lấy bộ canh mặt ok chị. Rồi canh mặt à, bé Lam mới chưa phải với số điện thoại ba ủa Nguyễn Heo có rồi. Hồng xinh, hồng xinh, trời ơi màu hồng đẹp quá hả? Kiêu Phạm nè, với chị Hồng xinh chị Nguyễn Heo. Đưa đi em đi. Nguyễn Heo hồng xinh. Nè bé Lam vàng. Đẹp quá, màu hồng trời ơi nó ngọt vàng. Dễ sợ luôn mấy chị. Kiêu Phạm cho số điện thoại đi chị đẹp. Cái màu hồng nó ngọt cực kỳ ngọt luôn. 185 giùm em nha, trời ơi em đang kẹt hàng lắm luôn mấy chị thật sự luôn á.
còn bộ phí không em? Hết đi. Em đang may hàng nhưng mà không đủ hàng để cho mấy chị mặc luôn ha. Hồng Sinh giùm em với nhau chưa? Rồi 185. Trần Linh này. Nguyễn Trang. Rồi 185 giùm em nhé. Kèm số điện thoại cho em Trang được không mấy chị? Ngân. Mấy chị ơi, mua hàng nhớ chia sẻ like giùm em nha. Chị nào đang quay chia sẻ like cho em được không mấy chị? Trời ơi, hôm nay là hàng đoạt đẹp lắm luôn. Cái màu xanh với màu đen mỗi thứ còn bộ được cho em. Hồng Sinh dọn đơn Hương Nguyễn. Rồi, đi, okay, mấy chị. Cái này con chốt rồi mình mất chưa? Chốt hết rồi. À nè Trang. Rồi màu siêu với màu đen mỗi thứ em còn một. Rồi chốt giùm em màu riêu nhé. Xanh lá đi, xanh lá còn một set. Với là màu sang còn một set. Xanh lá 63 kg cho chị. Phùng Văn Du dồn, Khanh Xuân dồn. Đưa giùm em xanh lá. Khanh Xuân dồn, Phùng Văn Du. Chị nào có đơn kẹt cho chị. Đừng hôm qua đi rồi nha. Trường Mà Liên ơi, cho chị một bộ màu hồng Xuân Lê kèm số điện thoại. Rồi màu sang với màu xanh lá em còn mỗi thứ một bộ. Ai nhanh tay thì chốt trước nha. Hết rồi, bộ này em còn mang tay lại. Rồi màu sang với là màu xanh lá chút. Xanh lá, uổng yển heo. Xanh lá cho uổng yển heo này. Đây. Rồi hết rồi này. Rồi còn một màu sang nha, hết lô luôn. Màu sang cho uổng yển heo luôn rồi. Màu sang cho uổng yển heo. Màu đen hay màu nâu đi, xanh nâu, ai lấy hồng? Dịp đen nào vậy? Hết rồi, đen này nè. Hết đen rồi, hết đen. Chị ơi, lô sâu nha chị Diệp ơi, em đang may thêm á chị. Rồi đưa em màu hồng, à màu nâu đi. Hết đen rồi. Màu nâu. Rồi lên cho em màu nâu tay. Đi đổi. Lấy hồng rồi ok. Xuân Lê lấy hồng nè. Rồi lên giùm em màu nâu tay. Lấy hồng luôn. Lên giùm em màu nâu. Xanh lá hết rồi. Xanh lá đang may lại nhá. Mấy chị đợi lô sau đi. Rồi lên giùm em màu nâu tay. Xanh lá đang may lại nha mấy chị nha. Đây là những mấy má mà mấy thấy ngày hôm qua hoài không mất phone đó mấy chị. Có sống không vừa chị. Rồi lên giùm em màu nâu tay nhá. Hoa xanh lá hết rồi. Hoa xanh lá đợi lô sau đi mấy chị ơi. Cháu chị lấy máy chơi chị không biết. Rồi lên màu nâu tay đi mấy chị ơi, nâu tay. Nó không bắt máy chứ không ảnh hưởng. Nâu tay đẹp quá, trời ơi quần mây siêu dài luôn, đẹp quá. Bây giờ em không chốt lại nữa đâu chị ơi. Rồi đến khi giao hàng. Nhưng mà lại không được. Chốt thì đối với chị chứ không bắt máy, thả ra. Rồi lên giùm em mã nâu tay. Nâu tay này còn ít nha. Nâu tay cho đủ hình heo. Nâu tay cho chị. Ủa hình heo ơi, hôm nay lựa chốt lên em đi luôn. Đi luôn chứ còn không có giữ nữa nha. Tại vì không cho chị Nguyễn Trang. Không cho Nguyễn Trang. Nâu tay cho Nguyễn heo. Rồi. Hồng Nguyễn Trang. Màu sang em đang may lại á, đợi vài ngày nó đi lấy nha. Bây giờ còn màu gì lấy giùm em đi. Số 3 ký vừa nha. Rồi nâu tay ai lấy nữa chốt giùm em. Ok rồi. Màu nâu tay. Tay sang lắm luôn. Có mấy màu, có 4 màu á chị. Nâu. Ở đang mặc có nhỏ không có. Trời ơi cái này sao không nhỏ được chị? Trời ơi là cẩm. Cẩm trơn nâu tay. Rồi nâu tay. Ái Trang nâu tay, Chi Kim nâu tay, Khanh Xuân nâu tay. Rồi Khanh Xuân nâu tay. Rồi. 185 nha. 185 Thơ Phạm nâu tay, Trang Kiều nâu tay. Giang Thôi nâu tay. Rồi nâu tay đẹp quá. Trang Kiều, Diễm nâu tay. Rồi. Đẹp ha. Trời ơi, nâu tay cho mình anh xét 185.000 nha. 185.000 cho em á chị, mình nâu tay cho em nhé. Gia Bảo nâu tay. Hôm qua live xong mà nâu tay, mày số lớn chút đi em. Rất là nhiều chị mà inbox đặt cái bộ này luôn. Sang hết rồi con mua ơi. Sang đợi vài ngày nữa đi chị ơi, sang đợi vài hôm nữa giùm em nhé. Rồi. Nâu tay cho Lan Thảo. Nâu tay cho Lan Thảo. Nguyên Nguyễn em chốt cho chị đi hả? Công cụ của mình đó. Nguyên ơi, bây giờ chốt lại nha, bộ vàng hồi nãy là hết rồi. Chốt lại nha chị, chốt qua màu khác nha. Nâu tay cho Băng Tuyết kìa. Nhớ bắt máy nha, trời ơi em gọi mà. Hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Em cũng muốn bán lắm nhưng mà 55kg mặt tay, máy em cái này phiên vai á chị. Mai đem hàng nâu tay nè, mai đem hàng là chốt ở đây luôn nha, là đừng có chốt trong inbox nữa nha chị. Mấy ông bán hôm nay đem hàng, chốt cho mai đem hàng nâu tay đi. Để cái áo luôn nha chị. Mai đem hàng nâu tay cho chị đi. Mai đem hàng, kia mai đem hàng kìa. Mai đem hàng chốt cho chị. Cái chị trong inbox không ta, không nhớ. Đây, mai đem hàng. 55 bộ hết rồi. Ôi là trời. Ôi đẹp quá hả. Ôi cái màu này chết người chưa. Rồi chốt giùm em màu sang nha. Sang đi. Sang tay số 3 kia cho Úc. Sang sắc nách nha. Úc nâu tay nè. Ôi cái màu gì nó đẹp giả mang vậy trời. Trân Nguyễn nâu tay. Ôi cái màu này đẹp giả mang luôn á. Chị Hồ nâu tay Trần Liễu Đô nâu tay nè. Trần Thị Thùy Trang
để làm. Rồi chốt giùm em màu sang đi mấy chị ơi, màu sang. Cái này có máy xét nhờ, đưa giùm em đi. Màu sang này có máy xét. Chia sẻ like lên đây mấy chị đẹp ơi. Ủa cái bông này mấy chị ơi. Chị nào đừng sợ phải mua thứ hai sản phẩm giùm em nha. Trời ơi coi cái bông này. Ồ nó đẹp giá mà ăn luôn. Rồi lên giùm em sang, bông này. Sang cái chị Nguyễn Quyên. Giùm em mấy chị nó đẹp quá. Sang cái chị Nguyễn Quyên. Bà Nguyễn Quyên sang cái sang kìa. Nó đẹp giá mà ăn luôn. Lau tay cho Quyên Nguyễn đây này. Lau tay cho Quyên Nguyễn đây này. Ủa cái màu nó đẹp giá mà ăn luôn mấy chị. Nguyễn Nguyễn không cho. Điểm chốt lại cho chị ấy. Không rồi cái màu này lên đẹp kinh khủng luôn. Cho chị đi. Này đọc tay con. Rồi sang nâu à, sang nhất sang đỏ đi. Đẹp quá. Dùng đơn màu sang cho Trung Nguyễn kìa. Ồ đẹp giá mà ăn luôn. Trung Nguyễn có đơn này, Trung Nguyễn áo ba vàng á. Rồi. Này Trung Nguyễn này, sang cho bé Lam luôn. Trung Nguyễn gì đây? Áo ba vàng. Chữ Sunny á. Để làm sang, Dung Nguyễn màu sang, dùng đâu màu sang. Nâu tay cho Lục Hình Hoang rồi. Okay. Màu sang cho Thơ Võ đây. Sang cho Thơ Võ. Đây. Ôi đẹp quá mấy chị Nguyễn ơi. Nguyễn Trang đổi nâu tay, đổi nâu tay. Nâu tay hết rồi Nguyễn Trang ơi, hết nâu tay rồi. Hết nâu tay rồi nha. Hết nâu tay, hết nâu tay. Có tiếng nhạc luôn. Ai rồi sang ai lấy nội sang giùm em mấy chị, bộ này đẹp quá hả? Màu sang đổi cho Xuân nào Nguyễn. Bỏ hết chưa, hết chưa? Thơ Võ. Có màu vàng này chị, có màu vàng còn không? Có màu vàng. Đây màu vàng đây chị. Đây này, vàng beo đẹp lắm. Nhưng màu sang đang mặc luôn. Tay Thảo Nguyên rồi. Đây, màu vàng này. Màu vàng này. Đó ai lấy vàng em đang mặc cho chốt. Để làm. Cái vô kiểu mà Ava nha. Rồi. Cái này chốt hết chưa con? Gì? Cái này chốt hết chưa? Không. Này. Hơi đỏ đẹp giả mau luôn mấy chị ơi. Nâu tay Thảo Nguyên rồi. 45kg hả? Không rộng lắm đâu chị. 45kg không rộng đâu. Rồi ai lấy đỏ nó chốt cho em đỏ nha. Màu sang cho Hằng Ni, kèm xuống phải Hằng Ni ơi. Sang đỏ lắm cho Hằng Ni đó. Nọ chị không kịp thì cũng bảo luôn đi. Sang sang Nguyễn Mẫu Sang nè. Rồi. Lên màu tím nhạt. 185.000 nha. Hằng Ni kèm xuống phải cho em đi chị. Đơn hôm sau rồi hôm mấy xả ra là chị do cẩm đầu nha. Mình có nâu tay không vậy Trang? Dạ anh Liễu Đô có nâu tay nha. Liễu Đô mới lựa thêm một bộ nữa nha chị. Liễu Đô nãy được tặng bộ đúng không? Rồi, phải mua thêm hai sản phẩm thì bên em mới chốt nha. Rồi lên giùm em màu tím nhạt. Anh đi màu xả cho em xin số điện thoại đi. Trời ơi cái màu tím hả? Chốt giùm em màu tím nhạt. Trời ơi nó đẹp máu rồi, nó đẹp. Rồi tím nhạt cho Trang đi nha. Tím nhạt, tím nhạt. Đẹp quá. Mấy chị mua đâu không có giá này đâu nha. Em nói thật. Không có cái giá này đâu. Bộ trang mặt Lương Thảo. Rồi đưa đây. Mấy chị ơi. Cái tím nhạt, tím nhạt cần ghi là comment bộ trang đang mặc nhá. Từ lúc mà em đang mặc mà mấy chị comment nên mình chọn. Rồi tím nhạt cho em. Chăm tắm nha. 185 nha. Cái màu này đẹp quá mấy chị ơi, màu xuất sắc. Tím nhạt cho em, đọc tên đi con ơi. Minh Ngọc. Minh Ngọc tím nhạt này. Thanh Vi. Thanh Vi tím nhạt. Đẹp quá. Rồi đợi cho xíu hàng beo đi. Beo đùi là cái vàng đó. Vàng beo đùi đó. Ờ, trai đây. Trương Thảo. Trương Thảo vàng lấy vàng. Trương Thảo nha, Trương Thảo nha, chi kim tím. Chi kim tím nè. Mày cứ không có mua cho tím này cho Giang thôi dồn nè. Giang thôi dồn. Chị nào có thơ kèm dồn đơn nha, Giang thôi dồn nè. Nhận hàng đây mấy chị ơi, từ mê với mê thôi, em nói thật. Em không có bán hàng tào lao. Vàng đeo đùi nè. Em không có lấy hàng tào lao cô đế đâu mấy chị nha. Coi này cái lưng quần này. Rất là đẹp luôn nha. Cho nên mấy chị cứ yên tâm. Đâu hôm qua đi rồi Hằng Ni ơi. Này bỏ vô giùm em đi. Ai tin này? Rồi Trương Thảo bỏ vô cho chị đi. Hằng Ni ơi đơn hôm qua đi rồi. Tím nhào cho ai nữa chút. Đẹp quá à. Cái màu vàng này đẹp kinh khủng luôn. Hậu Ngọc tím. Hậu Ngọc tím. Chia sẻ like lên giùm em nhé. Xuân Tuyền tím. Xuân Tuyền tím. Xuân Tuyền hậu. Chia sẻ like lên đi mấy chị. Hồng Võ tím. Hồng Võ. Đỏ vàng, đỏ với vàng beo hả? Đây. Sang hồi nãy á, đỏ sang hồi nãy chứ là vàng beo á. Ừ, sang vàng beo này. Đỏ sao mà để cái vàng beo luôn chị. Đỏ vàng beo Hoàng Anh. Đẹp Hoàng Anh nè, hai bộ. Trời ơi hai bộ đẹp nhức nhối luôn. Còn cho chị bộ cưng đang mặc trong người tím. Không thể đi phải rõ tím nha. Bộ đang mặc một tím đó chị. Tím nhạt. Sao chị ơi. Tím nhạt đó. Này tím nè. Đây là tím. Mấy chị cứ làm mình bộ đang mặc nha. Rồi lên cho em màu đỏ. Rồi đỏ dài. Rồi đỏ dài nha. Cái lô này em đang may lại luôn. Tím dồn lên cho Trần Thị Thùy Trang, dồn lên tím. Chia sẻ like lên đi mấy chị. Đỏ đuôi hồi nãy nhé.
Ờ ok chị. Đỏ đuôi hồi nãy chứ phải là vàng đeo đâu kìa. Đỏ đuôi nè. Thì đỏ với vàng đeo đó. Đỏ đuôi đó. Đỏ đuôi với vàng đeo đúng không? Cái này là khác nữa. Đó khác nữa. Đỏ đuôi hồi nãy đâu rồi? Đi nên đỏ đuôi này đi. Đây này đỏ đuôi đây nè. Là chị chưa thảo là lấy vàng vàng đeo đuôi với là đỏ luôn đó chị. Đúng rồi. Nè, vàng đeo với đỏ. Thì ra thì có màu tím thôi nha. Đẹp quá, cái bộ này đẹp dã man luôn á trời. Bộ. Nó mát cực kỳ luôn á chị. Lấy màu đỏ cho nó lại màu vàng. Ê, để lại bộ này bé mặc nhé, cái mặc ở nhà cho con Vương nó mát ha, đẹp mà. Là chưa thả lấy một bộ đỏ thôi không vậy? Bỏ đi ra. À sao còn 4 nữa, đưa 4 đây. 4 mà. Rồi lên cho em đỏ dơi, đỏ dài. Cái màu đẹp kinh khủng luôn. Đỏ dài nè. Rồi ai lấy đỏ dài giùm em nha, đỏ dơi dài giùm em. Bộ đuôi giá 185 ngàn luôn á chị. Đuôi ngắn gì cũng 185 chứ mấy chị ơi. Quay kích cỡ nha. Rồi ai lấy đỏ dài giùm em nha. Rồi ok. Đỏ và vàng beo này chị Vũ Anh ăn chưa? Rồi đúng rồi, ăn đỏ đuôi cho Hằng đi. Đỏ đuôi cho Hằng đi. Họ chưa thảo lấy màu vàng hay đỏ thầy đi rồi đưa. Hằng đi cái thứ cho lại số ngoại nha. Cho xin số điện thoại là chị Hằng đi ơi. Đúng qua đi mất tiêu rồi. Đem vài bỏ mùi gì nữa vài bộ đen chị mới vào. Ngồi đưa đây thì em đi. Đưa nào bộ đi nấu này. Bộ đưa cho 185 nha. Rồi, mẫu ba nó canh đang mặc còn màu nâu. Hai bộ hả? Ba bộ. Trời đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Xuất sắc lắm luôn, mấy chị mua ở đâu không có giá này nó thật luôn, cam đoan 1.000 phần ngàn luôn mấy chị. Nè, lấy đi trang khuyên chân thành luôn mấy chị ơi. Em khuyên chân thành luôn nha, rồi màu nâu, em còn mấy bộ đây. Chết mẹ em, rớt cái bông tay đi, nhìn cái bông tay rớt nha. Dạ 185 ngàn nha, xuống phương nha. Mấy chị mua bên ngoài 201, 204. Nó đi mất lọc luôn, lấy dùm chai nó xuống đi chai này. Ồ, nó ngồi lấy gì? Rồi lấy màu nâu này đi. Là chưa, thả là lấy hai bộ luôn kìa. Rồi, thả lấy hai bộ gì? Màu đỏ đó nữa. Rồi, đưa giùm em đi. Màu công kem đó. Cái màu này còn mấy bộ này cho mấy chị qua, mấy chị nồng vô chưa có lấy này. Màu biểu rồi. Rồi, màu nâu. Hai bộ đúng không? Nâu sang nên xào 1 bộ nữa thôi. À, 3 bộ thôi. 3 bộ. Đó, ai chưa có lấy nè. Màu nâu sang nhé. Nâu sang thì em như mẫu mang đã canh mặt. Cũng còn 3 set. Dạ, vừa nhé Trần Thị Thùy Trang nha. Vừa nhé chị. Nâu sang lại lên đi. 3 set 1 bộ trên sàn. Nâu dùm em đi, 3 set nè. Lấy luôn cho ta hết luôn. 200 set, họ gần 200 set. 150 mấy set, gần 200 luôn á. Hết rồi. Rồi ai lấy màu nâu này chốt dùm em nha. Ôi trời ơi, cái màu này đẹp lắm luôn nha. Không lấy là phí lắm. Ai lấy nâu chốt dùm em 185 ngàn màu hết rồi. Trời ơi, cái von bữa giờ nhà Trang may không biết bao nhiêu lô đúng không chị? Bộ thứ 2 là chị lấy bộ nào? Rồi đưa em. Rồi đưa em cam đất. Rồi cam đất màu bông này. Cái này chưa like này, đẹp chưa? Trời ơi là trời. Rồi chốt dùm em màu cam đất sắc nách nha. Cam đất dùm em. Nâu Thái Hạnh này. Nâu cho Thái Hạnh. Rồi cái màu này chưa có nè. Sang sang Nguyễn Dồn đơn nâu. Sang sang Nguyễn Dồn đơn nâu chị đi. Cái màu này em có hai bộ thôi, cho nên chị nào nhanh tay thì lấy nha. Chưa like lần nào luôn. Về được có hai set thôi. Trời ơi là trời, cái gì đâu mà cắt được hai bộ vậy trời. Rồi chốt giùm em màu cam đất hoa. Cam đất giùm em nha, đưa giùm em đi. Nâu cho chị tươi le dồn. Nâu hết rồi đó. Nâu tươi le dồn rồi hết. Rồi cam đất sắc mắt giùm em nha. Cái này chưa like lần nào luôn. Nâu tươi le là hết luôn nha. Nâu tươi le là hết. Tươi le. Ủa sao nó còn 44 cái? Nào. Cô con ăn xếp cỡ. Sao nó không nhảy comment bay ơi. Tươi lên cam đất cho Dung Nguyễn này. Đây. Bỏ bên Dung Nguyễn. A3 không A3. Rồi con bộ. Cái nâu này rất là hiếm luôn. A3. Nâu này về có 1 2 bộ à, tự nhiên có 2 bộ thì trời. Đây đây. Các chị Trần Thị Thùy Trang. Đây. Trần Thị Thùy Trang có cam đất luôn. Đây. Ủa sao? Có tươi lê chưa? Đấy rồi. Ủa sao được cam cam cam. Tươi lê là bộ bé đang mặc á nha. Qua giùm em đi. Cái này nó lộn quần rồi nè. Nó sẽ bị lộn quần rồi nè. Đó. Thấy chưa? Bị lộn quần rồi. Thôi cái này nâu này hết. Bị lộn. Thôi cái quần bên đó thôi qua. Cái quần đó là quần này á. Đúng rồi. Cam đất này đi. Cho hỏi chị này. Cho Trần. Trần Thị Thùy Trang. Trần Thị Thùy Trang lấy cam đất này nha. Ghi lộn. Trần Thị Thùy Trang này lấy cam đất này nè. Đó. Đó lộn đúng rồi. Đó. Đây này đây này. Đúng rồi. Trời ơi, ai mà mới đây mà cũng xếp lộn câu hai quần. Dán trắng, dán. Mấy bị điên rồi cha. Tình lanh ghê luôn á trời.
Nhưng sao hai ảo dùng mau nấu thì nó cũng bộ đúng rồi, nhưng mấy lộn cái quần đây này, nôi trăng này này, trời ơi bỏ ai chai đây, nôi ai đây, Trần Thị Trang bỏ cho chị này, đúng rồi đó chị Trang ơi, bộ đi luôn tiếp bị lộn quần, bỏ qua đi là lỗi hai bộ đó. Chị nấu xong đi dán rồi, cái tươi lên là nâu đang mặc đó chị. Rồi đưa em quần bùi vào cái gì đây, đưa em chị muốn con đây đây, vàng này một vàng vàng bèo, Trần Thị Trang, ủa hàng đi chị Trang chứ. Rồi vàng bèo còn này, vàng bèo còn bao nhiêu bộ đây, lẹ lên đi em. Rồi vàng bèo nhá, ai lấy vàng bèo chở cái màu này mặt trắng da cực kỳ luôn. Em có lấy xếp lên mặt không chị, mới về lại em chụp cái bộ này liền luôn, tại vì nó đẹp lắm nè. Ai lấy vàng bèo chốt cho em vàng bèo nha, vàng bèo cho em. Rồi ai lấy vàng bèo chốt vàng bèo, 4 bộ thôi nha, 4 bộ lấy đi mấy chị, mặc ở nhà nó mát lắm, cha nó thật luôn. 185.000 không chỗ nào bán, mấy chị mua bèo lắm là 210, nó đều không có lọc luôn nha. Cầm đất lấy mẫu này nè, đây nè, cầm đất đây nè, Trường Mà Liên lấy cầm đất này chưa, coi hồi coi thử chị có cầm đất này chưa. Trường Mà Liên hả? Trường Mà Liên có cầm đất này chưa? Rồi cầm đất của chị Trường Mà Liên này đi, cầm đất này mẫu mới em chưa lên luôn á, một bộ trang đang mặc này Trường Mà Liên cầm đất này, Trường Mà Liên lấy cầm đất đi, rồi em lấy mẫu đi chị. Tôm bò tím mà lấy cầm đất đeo vàng má cánh là rồi, biết cũng đi rồi, lên đỏ đô rồi, lên đỏ đô này. 40kg nó mặc hơi rộng nha chị nha, 40kg mặc hơi rộng một chút xíu thôi, chứ không chỉ không rộng lắm nè. Cầm đất còn cầm đất nè, cầm đất khó nè. Trời ơi, màu đỏ đô đẹp quá à. Có đầm nha chị, đầm đời chăng xíu đi. Trời ơi cái màu này mà trắng lắm luôn mấy chị. Em thích nhất là màu đỏ đô, em nói thật luôn. Nó sang lắm mấy chị, mặt nó sang cực kỳ sang luôn. Rồi bây giờ em đi, cầm đất đây này chị nào lấy nè. Đây cầm đất đây. Vàng bèo còn 2 set thôi nha. Rồi ai chưa có cầm đất tay cánh nha, sắc nách giùm em. Con phải thoát răng vô lại mới mới được. Này sắc nách này. Đó cam đất này, ai lấy chốt giùm em. Cam đất. Chị lấy cam đất thì kèm số thoại nha. Đó. Ừ, sắc nách có quần dài cho em. Đó cam đất này. Thêm đỏ cho chị Nguyễn Heo. Thêm đỏ. Đỏ. Bỏ này. Rồi. Bỏ vô cho chị Nguyễn Heo đi. Cam đất cho Trương Thảo vô. Cam đất cho Trương Thảo vô. Trương Thảo này. Đỏ đôi này có sắc nách luôn nha. Đưa đây đưa giùm em. Cam đất cho Huỳnh Phong. Cam đất cho Huỳnh Phong. Cam đất cho Nguyễn Nguyễn. Cam đất cho Nguyễn Nguyễn. Lại cho chị này. Có đỏ đôi sắc nách luôn, đây đang còn có hai bộ đúng không? 28kg thôi nha chị. Đuôi đỏ đây cho đầu nhất thánh nè. Đuôi đỏ đôi đây. Đuôi đỏ đôi nè. Đỏ đôi đang mặc đó nha. 185.000 cho đai này. Đỏ đôi đang mặc, đang mặc ở nửa đẹp quá hả? Cam với thảm thắng này. Rồi ai lấy đỏ đôi sắc nách nha. Đỏ đôi sắc nách em có lấy xếp lên mặt này mới mặc. Cho Hữu Trí. Cho em thêm bộ cam. Hữu Trí là con trai con gái vậy? Hữu Trí hả? Con gái á. Bộ cam nữa. Các chị lấy chồng. Cương Ngọc đỏ đô. Đang mặc đúng không? Đỏ đô có tay nha, hoặc là đỏ đô sắc nách em còn hai bộ, mấy chị comment rõ đi. Đỏ đô sắc nách và đỏ đô tay đùi nha, nhớ giùm em. Cái gì? Cương Ngọc đỏ đô lấy sắc nách hay là có tay đi không còn. Rồi đỏ đô sắc nách còn hai set nè. Trời ơi cái màu đỏ này nó đẹp quá chị ơi. Lấy đỏ đô. Đỏ đô sắc nách hay là có tay? Sắc nách là có tay vậy chị? Trời ơi, đỏ đô đang mặc cho Duy Phạm. Đang mặc cho Duy Phạm. Duy Phạm. Đây này Duy Phạm có đơn này. Đây Duy Phạm đang mặc nè. Ôi xinh quá à, cái màu đỏ đô này đẹp giả man luôn mấy chị. Rồi sắc nách em còn 2 set nha. Hết lô luôn. Đẹp quá trời quá đất. Cái này em có lấy bộ. Thắm là đỏ đô với là cam đất sắc nách cho Phạm. Thắm có đơn rồi đây. Này đây Thắm đây. Đưa đỏ đô hả? Đưa thêm bộ đỏ đô. Đỏ đô. Ờ đó Phạm Thắm. Còn một vàng lấy luôn đi. Chị Phạm Thắm ơi, còn một vàng beo đẹp lắm không lấy hả? Lại lên em lên mẫu mới, lên đầm cho mấy chị. Trời ơi đẹp. Hữu Trí đỏ đôi số 3 chị đang mặc đúng không? Hữu Trí đấy đang mặc không chị nè, Hữu Trí đang mặc này. Rồi lại vàng nè, trời ơi vàng đẹp quá, lấy đi cho nó thật. Vàng đẹp lắm, vàng này em cắt lại mà không có vải. Em đang cắt hình như là màu cam á, chứ không có vàng nha. Hữu Trí đỏ đôi có tay, đỏ đôi có tay cho Hạnh. Vàng này có đơn rồi nè. Rồi, vàng beo nhá, còn 2 set. Sắc nách nha, 185.000. Rồi còn bộ sắc nách đỏ đô đẹp quá trời. Đỏ đô tay đùi cho chị Trương Ngọc vô. Trương Ngọc tay đùi. Cam có đơn 185. Rồi cam đất còn 2 nha. Đỏ trời đô cái xíu.
Rồi ôi là trời, cái màu cam đẹp nhức nhối luôn chị ơi. Trời ơi, cái màu cam này không đẹp là chắc không làm người luôn. Cam đẹp. Có tay á. Rồi cam đó còn hai đây rồi. Lấy luôn kìa. Lấy lông lấy gì? Phạm xong này mới nói có bộ gì còn một bộ đó. Béo. Đỏ đô, đỏ đô, đỏ đô. Đỏ đô. Cam bằng cái thanh mai nè và miệng trên người á. Đỏ đô á, đỏ đô là còn bộ á, đỏ đô này nè, đỏ đô sắc mắt á. Cho ai? Qua lộn cái quần kìa, lấy thì phải nhìn giùm em đi. Phạm Thắm này có đỏ đô rồi mà. Rồi, Phạm Thắm đỏ đô này rồi. Bà bê cho chị Trinh Nguyễn nè. Bà bê cho chị Trinh Nguyễn. Đỏ đô có tên cho chị Nguyễn Thanh Tâm. Nguyễn Thanh Tâm nè. Đó. Rồi lên giùm em mã này luôn. Hứa tí là lấy cam đất sắc mắt đúng không chị? Đúng rồi, lên giùm em này. Hàng không có nhiều mấy chị ơi. Rồi lên giùm em mango đi. 165 ngàn. Bảo đô sắc mắt còn không? Bảo đô sắc mắt hết rồi, còn bộ đáy mặt rồi. Đúng sao hả? Ờ con kia. Không rồi, đúng rồi. Cạn đi, nó cuộn. Có cái hả? Nè nè. Thế rồi đố nè, sắc mắt nè. Đó, đôi sắc mắt cho chị Ngô Liên nè. Đồ đây, bùa 2 người kìa. Nhớ bắt máy nhận hàng mặt nha mấy chị ơi. Ngô Liên ở đâu, hôm qua em đi đâu rồi nha chị Ngô. Hàng đang hiếm nha, hàng đang hiếm, nhớ canh điện thoại là mặt cho em. Rồi bùa cho năng mặt 165 ngàn. Cam đất sắc mắt. Cam đất kèo nè. Kim vĩ trần. Kim vĩ trần, còn một màu vàng này, cái gì đây màu vàng đi. Trời ơi vàng đẹp lắm luôn nha chị nào chưa có lấy hai set mặt thay đổi đi em nói thật. 201 ngàn thì tường tụi nó bán. Em nó đi về mất lọc luôn nha, trang bán có 185 ngàn cho mấy chị thôi nha, lấy tương tác thôi, còn lời không nhiều đâu mấy chị. Cầm một bộ đồ như thế này có lớp trong lớp ngoài đi như vậy. Vũ lấy cam đất kèm xuống mày mai đi nha Vũ ơi. Đó có lớp trong lớp ngoài như vậy 185 ngàn, ở đâu ai bán? Bây giờ mấy chị đi may một cái áo sắc mát này thôi 200 ngàn tiền công, nó đều không có lọc luôn nha. Đó giống như mày em đang may á, mày em đi may mà một cái áo sắc mát này thôi 200 ngàn tiền công, dễ sợ thật sự luôn. Bán ngay cho em một bộ, một nguyên một bộ luôn mà có 185 ngàn à. Quá rẻ nó thật, tại vì mấy chị không may, mấy chị không biết tiền công nó như thế nào. Rồi bộ trang đăng mặt nhá, đầm kèm cùng rồi luôn. Bộ này 165 ngàn, vải mango siêu đỉnh. Siêu đỉnh luôn. Kèm quần rồi cho em, rồi 65 kg đổ lại mặc vừa cho em bộ này. Trời ơi xinh lắm luôn, màu xanh. Mango đang mặc chưa kêu phạm. Bây giờ em đi, 165 ngàn, ở đâu ai bán em tặng luôn nha. Kêu phạm này, một set này. Đẹp quá à, cái màu xanh này đẹp kinh khủng luôn. Đầm nha, đầm kèm cùng rồi. Ái ngọc đỏ đô, bùi có tay ái ngọc. Đẹp số khỏi đi mấy chị ơi. 165. Màu xanh đang mặc cái kiều diễn Nguyễn Thị nè. Máy số 1 hết pin nè. Này, tên gì? Kiều diễm Nguyễn Thị xanh đang mặc. Này, kiều diễm Nguyễn Thị xanh đang mặc. Máy số 1 hả Đăng ơi. Mango nha. Nhận hàng mà cái vải này không đẹp em trăng tặng luôn. 175. Ngày hôm qua bán nhiêu? 175 ngàn nữa. Chết mẹ luôn, dám xin lỗi mấy chị nha, 175 ngàn giùm em. Em xin lỗi mấy chị, 175. Hoa bằng 575 nhá. Em bán 165 ngàn là em lỗ vốn. Xanh với hữu hạnh văn đi, em một ly đi chị ơi. 175 ngàn em xin lỗi mấy chị nha. Chị bấm cái kết thúc là chết mẹ luôn. Chị hạnh văn một hữu ý hạnh văn. Rồi dư phạm này. 175 ngàn. Trời em có lỗi. Tính nhau xanh chưa, xanh cho chị Phương Vi nè. Phương Vi nè. Bỏ ai rồi, bỏ ai rồi để đọc lại chứ này. 175 nha mấy chị nha, em xin lỗi, em nói lộn giá. Vi phạm. Vi phạm. Vi phạm bỏ chứ. Đây, Vi phạm có rồi. Cụ Nguyễn Heo. Cụ Nguyễn Heo. Rồi. Cái này á, mấy chị cột trước cũng được mà cột sau cũng được cho Trang nha. Cột trước cũng được và cột sau cũng được. Phụ trị chứ. Phụ trị. Nha. Kim Thu kèm số điện thoại. Rồi, con mẫu luôn. Ai lấy được chốt không? Kéo ra cho em. Rồi. Rồi lên ngu xì quay à. Rồi lên ngu xì nha. Ngu xì này hết vải rồi nè mấy chị ơi. Vải này em đặt hơn 1000 mét, bây giờ em may hết lô luôn rồi. Ngu xì này hả? Chỉ có bên nhà em độc quyền có vải này thôi nha. Nói điều không có lọc luôn. Chỉ có nhà em mới có cái vải này thôi. Cái gì đồ hồ cẩm đào mới điện á. Do cẩm đào. Rồi kéo lên giùm em đi Hồng ơi. Kéo lên giùm em đi Hồng. Ôi máy số 2 hết pin luôn này Trang. Trời ơi sao mỗi lần la là toàn máy hết pin không vậy trời. Mua chị hai cho ủ miễn heo. Cột sau cột trước gì cũng được nha mấy chị nha.
Rồi được rồi, được rồi. Ủa nếm heo 2. Ủa nếm heo 2 bộ cho chị đi. Trăm bảy mươi lăm. Xanh chiếc cu kèo số ngoại. Vừa và liên đậm xanh vô nè. Vừa và liên đậm xanh. Ngọc tích 65 chí đậm xanh. Rồi chiếc cu xanh kèo số ngoại. Cái gu xì này hiếm vải lắm mấy chị ơi. Chỉ có nhà em có thôi. Không có shop nào có cái vải này đâu. Trang nói thật. Em đang may lại rất là nhiều luôn cái gu xì này. Gu xì hết luôn rồi hả? Ừ. Còn có bao nhiêu đây thôi hả? Ừ. Chép mãi rồi còn bao nhiêu thôi. Lại bình đâm kèm tâm kèm cùng rồi xanh cho lại bình. Lấy 2-3 set mặc thay đổi đi mấy chị. Em nói thật nó rẻ quá. 175 ngàn nó thật rẻ như cho luôn. Mấy chị nhận hàng đi, vải là mê luôn. Trang nói thật. Cứ nhận hàng xong rồi kiểm tra vải cho em nha. Kiểm tra vải xong đến khi là kiểm tra cái đường kim của chị. Bây giờ em màu xanh này cho mấy chị quay đi. Mẫu này mẫu thiết kế với nhà em. Mấy chị chưa có ai bán. Kim Thu lấy xanh nè. Kim Thu lấy xanh. Gu xì đẹp quá trời luôn. Xanh sang ha. Xanh sang quá thì sang luôn. Ôi ơi. Xanh, xanh sang quá mấy chị ơi. Rồi ai lấy xanh chốt xanh. Ai lấy gu xì chốt gu xì chia sẻ like lên giùm Trang. Gu xì Jenny Lương đẹp quá hả. Có beo luôn, cái gì cũng có hết nha. Đẹp quá. Cái form này ở trước là em có xếp ly từng tầng nè mấy chị ơi. Nó rất là tốn vải luôn, thực sự luôn. Một cái đập này mà em may hơn Nguyễn Thanh Tâm xanh dồn đơn. Nguyễn Thanh Tâm xanh dồn đơn. Nguyễn Thanh Tâm xanh dồn đơn như chị kìa. Cô xì chất kiều Diệm Nguyễn Thị có đơn rồi. Nguyễn Thanh Tâm xanh dồn đơn. Kiều Diệm Nguyễn Thị cô xì. Nguyễn Thanh Tâm đây. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi em lên bảo bia. Kiều Diệm Nguyễn Thị nè. Đây Nguyễn Thanh Tâm nè. Kiều Diệm Nguyễn Thị vô. Kiều Diệm Nguyễn Thị nè. Rồi em lên bia nha. Xin đó. Ủa đồ phía sau hả? Kim Thu nhưng ngang đi nha các chị nha. Có hưởng như lời Trang nói không nha. Bãi đẹp lắm. Đưa tim đi nè. Gu xì một của chú Hữu Trí kìa. Đây Hữu Trí đây luôn. Ghi phạm đấy. Đây ghi phạm nè. Kéo ra lên mình đi. Kêu dựng gì đâu. Hữu Trí cao mét như cái đầu nặng bao nhiêu vậy chị? Hữu Trí nay đưa cho bộ Hữu Trí nữa đi. Gu xì. Rồi thì biết tôi lấy cái gì đây? Rồi lên beo. Xinh quá à. Đưa cái bóc beo đi. Kiều Diễm Nguyễn Thị hả? Chưa có rồi kia đi. Chưa có rồi. Beo. Trời ơi beo đẹp quá trời quá đất luôn rồi. Nên cho cái beo đi. Beo đẹp quá chị ơi. Cái gì? Cái gì? Rủ của một bộ. Là gu xì hết chị. Gu xì đó. Ghi kêu Diễm xin được thôi kìa. Kiều Diễm Nguyễn Thị. À, Kiều Diễm Nguyễn Thị như hình. Kiều Diễm Nguyễn Thị này đưa cái meo rồi. Không có. Rồi beo beo 175 ngàn. Trời ơi. Cô kẹp số điện thoại. Mấy chị biết sao mà von nó mắc hơn không? Tại vì von rất là khó may. Tại vì cái đồ mỏng của vải nó trơn đó mấy chị. Bỏ lên bằng cắt mà nó hư rất là nhiều vải luôn. Chị nào mà thường may là mấy chị sẽ biết. Vải von rất là khó may nha. Mango nó dày đó cho nên nó dễ may hơn von nhiều. Mỗi lần mà em may mấy lô von là thợ em nó khóc ròng luôn mấy chị. Nó sợ bị chửi tại vì nó cắt bị hư hoài à mấy chị đó. Cho nên mấy chị tại sao von mà nó như vậy mà nó sẽ mà mắc hơn mango vải nó đẹp. Su su beo cho nên mấy chị hiểu cái vấn đề đó cho em nha. Chứ không phải là em bán cái nào là cái nào mà em thấy giá mà ok là em bán cho mấy chị. Chứ không phải là em bán giá này kia đâu mấy chị. Bán giá hữu nghị nhất có mấy thể chị cho mấy chị. Mấy chị nghe rõ số ký em đọc nha. 65kg đổ lại mặt vừa nha mấy chị. Rồi ai lấy beo này cho chị. Uxie cho chị su su luôn nè. Su su hả? Kêu gì nữa thì lấy gì vậy? Không, 65kg mặt không vừa rồi chị. 65kg mặt không vừa. Em đang mặc 65kg mặt không vừa nha. Hãy kêu Linh Huỳnh nha. Rồi ai lấy beo chốt giùm em beo kèm số hỏi. Đem cho Ngọc Huệ. Kèm số hỏi chị ơi, chị Thảm beo nè. Chị Thảm beo, Ngọc Huệ beo. Rồi ai beo này chốt beo nhé. Đẹp quá hả, beo đẹp quá mấy chị ơi. Có 175 ngàn, tao nói thật luôn. Rẻ hơn bộ đồ của con em nữa thật sự. Con em mới 15 tháng thôi. Em mua một bộ đồ gần 200 ngàn.
mà đồ thun bình thường đó chị. Một bộ đồ thun bình thường thôi mà gần 200 ngàn một set. Bé còn phải cho số điện thoại, bé có đăng ký đổi lại nha. Trời ơi là trời, nó quá rẻ. Một tí có mua xì rồi chị. Rồi lên màu mới đi. Rồi lên màu mới. Nhiêm đi mua xì đỏ, nhiêm đi mua xì đỏ. Xì đỏ là con sao, sao. Chị ơi dùm em nè. Rồi lên màu mới dùm em hai màu nha. Màu nâu với màu đỏ. Hết mua xì luôn hả? Ừ. Béo vậy con mấy mẹ buồn quá. Vừa nha Phạm Thắm ơi, vừa nha chị. Rồi lên dùm em màu mới nha. Màu này đang hot nè mấy chị. Vải này đang hot. Em may hai màu cho mấy chị luôn. Màu nâu với là màu đỏ. Nâu với là màu đỏ. Pyjama còn, đợi em xíu đi. Hôm nay là em like hết tất cả mẫu cho mấy chị luôn. Rồi lên dùm em màu mới kèm số điện thoại hai màu nha. Trời màu này nó tay quá mấy chị ơi. Màu tay quá trời tay luôn. Rồi hai màu cho em, màu nâu với là màu đỏ dùm em nha, hai màu. Xinh ha. Màu này xinh quá. Đi nha, màu đỏ cho mấy chị qua luôn đi. Mấy chị lấy được màu nào mấy chị lấy. Chia sẻ like lên dùm Trang nhé. Nâu với đỏ này, đẹp chưa? Xinh ha. Rồi nâu với đỏ giùm em hai màu. Còn nha Kim Linh Huỳnh ơi, còn nha chị. Nhưng mà còn mấy màu thôi nha chị. Màu gì con? Nâu, cái này nâu hả? Ờ, nâu với đỏ. Hủ tiếu nâu, chị sẽ có hủ tiếu con trai con gái vậy? Hủ tiếu nâu. Mày chị không hả? Mày có ai này? Hủ tiếu nấu. Hủ vàng đó. Rồi nâu với đỏ giùm em hai màu. Trời cái màu này sang lắm mấy chị. Em nói thật, cái màu này rất là tây luôn. Cái màu này tây kinh khủng. Hủ tiếu bỏ qua màu nâu. Chắc cô nó được sụn đó. Rồi nâu với đỏ giùm em nha hai màu. Nâu cao 1m55, 65kg vừa không em. Nâu với đỏ hai màu cho ủ biển heo. Nâu với đỏ cho ủ biển heo. 55kg, 65kg không vừa chị ơi. 65kg phải trên 1m6 cho Trang nhé. 65kg phải trên 1m6 mới vừa. Vậy tức thôi mình đi luôn. Tôi giùm em cái màu tim luôn đi. Tim đen, tim trắng luôn đi. Lại bình đầm đỏ dồn, có đơn rồi đó. Đẹp quá lại bình ơi. Đó, lại bình đầm đỏ dồn. Này em xếp ly 2 tầng cho mấy chị. Đó. Đây rồi, đây rồi. Rất là đẹp. Rồi, chưa? Okay. Rồi lên màu tim đen, tim trắng luôn. Kêu kêu dính, kêu dính. Số này mới đúng nè, số kêu hả? Kêu cái gì mềm quá. Vương lên tim. Tim đen đi nè. Vương mềm quá. Ủa chị Trần thì bé tôi, chị lấy cái gì mà chị cho em số thoại hoài vậy chị? Chị lấy cái gì vậy? Bị ứng comment đó con. Rồi chia sẻ like nhá. Chia sẻ like lên dùm Trang nha mấy chị đẹp. Chị bao nhiêu ký cam mét nhiêu chị? Hỏi chị nhiêu ký cam mét nhiêu? Dạ mát cho chị, vải mát nha. Bao mát, không mát không lấy tiền. Hỏi chị nhiêu ký cam mét nhiêu? Được không? Rồi tim trắng tim đen cho Trang nè. Trường thì bé tư ca 65. Ca 65 gì con? 65 tí hả? Rồi hai màu cho Trang nha. Màu đen với màu trắng hai màu. Đưa màu trắng đi Trang. Rồi tim trắng tim đen hai màu này đẹp kinh khủng luôn. Màu này dành giật lắm mới được mấy chục bộ. Mặc quên á. Tim trắng tim đen hai màu. Trắng hay để cho ủ bánh heo. Cái màu trời ơi bà ủ bánh heo này bà biết lựa màu ghê. Cái màu đẹp là bà có hai. Đúng. Lấy bộ. Mi. Nha đùi tập thể cho chị xin đi. À đây đây. Đùi lập thể đây đây. Pyjama đùi lập thể cho ai này? Càng kiêng. Càng kiêng đúng không? Rồi càng kiêng một bộ đùi lập thể này. Bao nhiêu vậy? 100 mấy? 135. 135 cho chị. Đen cho chị Hữu Trí.
đem cho Hữu Trí, đem cho Hữu Trí kìa, 175 ngàn. Hữu Trí nè, đem cho Hữu Trí bỏ luôn. Dạ vừa nha chị, đưa 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 thẻ khó cắt cái gì vừa nha chị. Rồi đuôi lập thẻ ai lấy là cho chị mang cái này vô màu đi, đuôi đuôi đem cho Nguyễn Vân, tiêm đem cho Nguyễn Vân và vô màu đi. Đen chị Thái Hạnh. Thái Hạnh Nguyễn Vân. Ơi cái màu này giành giật được lắm, được mấy chục bộ vải mà may được mấy chục bộ mấy chị. Em giành giật lắm luôn á mới được may được mấy chục bộ à. Chứ không có nhiều. Rồi vàng là lập thể vàng còn ba. Sáng tim đen hai bộ hai màu cho chị Hương Huỳnh. Hương Huỳnh. Cái màu này em giành giật lắm mới được vải được may có mấy chục bộ mấy chị. Trời ơi nó khốn nạn. Cho nên lấy đi. 175 ngàn không có chỗ nào điên mà nó bán cho mấy chị đâu, nó thật luôn. Cứ tin lời em, nhừng hàng mấy chị sẽ biết nó rẻ cỡ nào. Lấy tim beo bỏ bộ beo ra cho chị Phương Vi kìa. Bỏ bộ beo ra cho chị, trời ơi lấy thêm đi. Beo đẹp mà. Beo đẹp kinh khủng mà không lấy. Đem chị Su Su. Đem cho chị Su Su. Đem Su Su. Nghĩ sao không lấy? Loan Phạm lấy Loan Phạm lấy tim đen. Anh Na Nguyễn lấy tim đen. Nâu cho chị Nhi Mi nè, nâu nâu chị Nhi Mi kìa, nâu này á. Đâu rồi? Cho chị Nhi Mi. Đen ai nè? Đứa con hai của đen đấy. Đen cho cái gì? Anna Nguyễn có đơn rồi đó. Anna Nguyễn có đơn chưa? Rồi. Chia sẻ like nha, mất tình yêu ơi. Chia sẻ like nha. Thảo Ngọc nè. Thảo Ngọc Long Phạm. Phương Phong có đơn chưa? Phương Phong có đơn rồi. Phương Phong còn lấy trắng với đen. Phương Phi đen. Hai màu đi mấy chị. Đưa màu trắng đây. Đưa màu trắng đây đi. Phương Phong lấy đen với trắng chưa? Lấy hai màu cho Trang. Mất công Trang giành giật cho mấy chị. Có được mấy chục bộ thôi. Đưa đen đây nè. Đẹp lắm. Bé Lan tim đen hoa bằng lăng dồn đen nè. Hoa bằng lăng dồn. Bé Lan dồn. Hoa bằng lăng dồn, bé Lan dồn. Đẹp ha. Hoa bằng lăng. Chị ghi đó đi, để nó bằng không có bỏ cho. Đẹp quá à. Kìa. Anh Nguyễn đi. Một thân là đen. Đen cho mấy chị nào vô sau mấy chị lấy đi, đưa đây một thân. Anh Nguyễn tim đen, bé Lan tim đen. Hoa bằng lăng tim đen. Đây màu xanh chị nào chưa màu có lấy. Màu xanh Nguyễn tim đen vô. Này màu xanh này, chị nào chưa có lấy này. Cái này có phụ vết, đợi em xíu. Màu xanh Nguyễn tim đen. Màu xanh Nguyễn tim đen. Đây nè. Trang ơi vô lấy phụ vết gấu trắng này kia ra đây Trang. Bé Lam luôn kìa. Màu xanh ngay nha, chị nào chưa có lấy màu xanh đi. Qua đây ngồi kia cho rộng. Xanh này bao sang, bao xịn, bao sò luôn. Nè, màu xanh này trời ơi, má này. Chị nào chưa có màu xanh lấy màu xanh nha. Nha. À chưa có màu xanh lấy màu xanh đi, màu xanh hết rồi. Xanh còn như đây hết. Rồi, đi giùm em cái đùi đó luôn. Chị Ngọc Dung lấy cái gì vậy chị? Giùm em cái đùi. Rồi đùi lập thể em còn mấy bộ đây? Chị 4 bộ. Ơi, chị Ngọc Dung lấy cái mẫu nào vậy? Rồi đùi Diamond lập thể còn 4 bộ. 135 ngàn, má ơi nó đẹp. Hàng Quảng Châu nha, không phải là hàng chợ nha. Đùi lập thể cho em, tại sao cái màn hình em nó không có nhảy comment? Tại sao mấy anh Facebook nó ẩn comment của em vậy? Maria đủ tim đen em ơi. À mặc em có dài không? Bộ em nó mặc là sao mà dài được? Dài thì kiểu khác rồi em xíu đi nha. Rồi lập thể đùi cho em hàng Quảng Châu 100. Xanh Jenny Lương kìa. Xanh. Xanh là gì vậy? À xanh là cái đó đó. Ừ. Xanh cho Jenny Lương đó. Rồi đùi là đùi lập thể giùm em nhé, 135 nha. Chị không có chèn số thoại người khác đấy. Rồi xong chưa? Rồi đùi lập thể cho em nhé. Đùi lập thể màu vàng. Kim đen chứ. Thôi hồng thôi kèm số điện thoại chị nha. Chị thôi hồng thôi kèm số điện thoại. Thôi hồng thôi kèm số điện thoại. Đùi sắc nách còn không em? Đùi sắc nách còn gì Trang? Còn màu cam của ba đưa đây nè. Còn ba màu á. Trời ơi còn ba màu đúng đẹp luôn chị gì đây? Chị Nguyễn Thị Hà, còn màu cam đó chị. Chị Hà lấy cái gì chị? Hôm nay nó bị ẩn comment quá, nó thật luôn. Màu cam đất này chị ơi. Màu đỏ đô. Trời ơi má ơi ba màu toàn ba màu đẹp, lấy ba màu cho em hết luôn đó chị. Hết rồi. Nha, đùi sắc mắt em còn ba màu. Làm cái đổ lại nha. Hành Trần lấy cái gì mà cho số điện thoại vậy? Màu cam đất cho em. Màu đỏ đô với là màu vàng beo chị ơi, sắc nách còn ba màu. Ba màu toàn ba màu đẹp, còn mỗi thứ bộ thôi chị lấy lại hết lô luôn á. Xanh cho Tư Nguyễn. Tư Nguyễn ở đâu? Xanh gì? Xanh gì vậy?
Xanh lập thể hả? Xanh nào nha? Xanh là xanh như mẫu nó mặc hả? Tim đen Tống Mỹ Hưng này. Xanh Tuy Nguyễn. À, em xem màu đỏ với chị Nguyễn Hà Vi, màu đỏ gì em? Màu này à. Đuôi vàng. Với là cam cho chị Hồng Thắm Nguyễn kìa. Trời ơi, nghĩ sao bỏ lại cái màu đẹp nhất. Đuôi vàng cam với Hồng Thắm Nguyễn kìa. Hồng Thắm Nguyễn bỏ vô gì đi? Hai màu. Đuôi vàng và cam. Này bỏ hai màu cho chị. 185 đơn rồi đó. Rồi còn bộ chị ơi, màu đẹp lắm luôn. Cái màu này có lấy bộ em mặc. Đeo vàng với cam đó có còn đỏ không chị? Còn đỏ thôi. À con kia. Đeo vàng này cam đó này nè. Nguyễn Thị Hà cho số điện thoại. Nguyễn Thị Hà cho số điện thoại đi chị. Đỏ đô sách chị Hồng Nguyễn nè. Rồi hết luôn. Đỏ đô sách chị Nguyễn Thị Hà đó, chị đeo bằng cái cam đất cho xin số điện thoại nha. Đồ chị đang mặc trong người là 65kg đổ lại. Cam đất cho Maria Vũ nè. Còn không? Còn đỏ đô đó chị. Còn đỏ đô thôi. Đuôi làm thể cho Từ Mai Trinh. Nè, đuôi lập thể này Từ Mai Trinh này 135.000 Hà Nội cho. Rồi ai lấy đuôi lập thể này chốt giùm em. 135.000 cho em. Tươi Nguyễn lấy xanh nào vậy chị? Xanh xanh này nè. Xanh đậm này nè. Đưa đây xanh này đấy. Xanh xanh này dơ lắm. Đang Nguyễn Thị Hà. Đã dơ. Đưa em xanh nhé. Nè. Đưa em xanh nhé. 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 Đưa em Ui cam tập Huệ hết rồi nha. Em không thấy comment luôn chị. Còn Huệ ở lấy đỏ được không? Rồi xanh ngọt nha. Như mẫu em đang mặc là màu xanh này hết rồi. Rồi đùi lập thể giùm em nha. 135.000 Đùi lập thể kìa. Đây. Đây. Này ăn ăn nè. 135.000 cho em. Rồi còn hai bộ, đưa đây đỏ đô đây, đỏ đô đẹp mà. Này Ngọc Huyền, Ngọc Huyền lấy đỏ đô đi chị coi lại. Ngọc Huyền ơi, đỏ đô lấy đi chị. Em thề luôn. Mới về cái em lấy bộ này em mặc liền, nó đẹp lắm. Bỏ vô ai? Ngọc Huyền, Ngọc Huyền vô. Ngọc Huyền. Đẹp lắm chị. Này Ngọc Huyền bỏ vô cho chị này. 185.000 cho em. Rồi đùi đùi bi em đi, đưa đùi bi em. Đùi bi bộ. Đây này, đùi bi có một bộ thôi hả? Cho chị bộ xanh lá cánh dơ dài với. Hết hết rồi chị. Không có em hết còn màu nha. Hồng. Màu hồng, màu đỏ, màu tím nhạt thôi. Đủ màu này, đen màu đùi em cầm hả? Ngọc Huệ. Rồi đùi bi nhá. Dơi. Hàng Quảng Châu nha mấy chị nha, đùi bi. 135.000 Đây. Rồi ai lấy đùi bi? Ai lấy đập thể đủ màu vậy? Đùi bi cho Hồng Thắm Nguyễn kìa. Đùi bi cho Hồng Thắm Nguyễn này rồi hết rồi. Còn đùi gì đó, đùi gì mang đùi đi đi. Đùi lập thể cho nó cho Ngọc Quốc Thắm nè. Đây. 135.000 Hoàng Quảng Châu nha, phải làm chợ. Rồi đùi đi o. Đùi đi o màu xám cho em, đùi giùm em cái quần quá. Bộ tím sau lưng hết rồi chị nha. Bộ tím sau lưng em còn màu đỏ đô nè. Trời ơi, còn một bộ duy nhất. Lấy luôn đi, hết luôn. Giùm em màu đỏ đô. Đỏ đô này đẹp chưa? Em đang bay lại nhá. Trang đang bay lại mấy chị đời trong thời gian ít thôi là Trang sẽ có lô lại. Đỏ đô đẹp lắm chị ơi, còn một bộ lấy luôn đi chị, hết lô luôn rồi. Không lấy thì không có vải. Vải von khó may cực kỳ luôn. Mà may rất là lâu luôn mấy chị. Nửa tháng trời mới may được một lô. Có 200 bộ dễ sợ nè. Tiên miên đùi lập thể. Con đây, hả? Ờ, màu đó đi. Đây, đùi von đây lấy. Bỏ vô đi. Giống nhau mà. Đỏ đô đồ nè. Đỏ đô như màu mannequin mặc nha. Đây, ai lấy nào nè. Cho chị nào lấy này để lên đi. Còn bộ cuối cùng nè. Còn bộ cuối cùng nó hết lô rồi. Màu đang mặc có màu đỏ không à? Có em ơi, Nguyễn Hà Vi ơi. Tự nhiên nó bị ẩn comment trắng trợn luôn mấy chị. Dễ sợ luôn á. Đùi von đỏ đô. Đây đỏ đô. Có tay á cho ai? An An. An An bỏ vô cho chị này. An cho số ngoại đi. Rồi hết luôn rồi đó. An An con này đưa. Rồi đùi đi o nhé. Đùi đi o cho em. An An cho số ngoại. Tại sao làm ơn bị đừng ẩn comment giùm em đi mấy chế. Rồi đùi đi o giùm em nha. Đi cho Mai đùi đi ha, 135.000 Còn cái máy xếp rồi, bây giờ em lên con ngựa trắng đi. An cho số điện thoại nha. Là An lấy đùi lập thể với là đùi đỏ đi ho đúng không? Đây gì? Kế đỏ đi ho đúng không? Đùi đi, đùi đi. Đùi đi ho. Không, kế số giùm em đi. Dạy đi nứt. An cho số điện thoại nha chị. An An cho số điện thoại nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó cường dễ thương, cái dòng nó dễ thương ha. Đuôi đỏ kiếm khu, phía ngoài đuôi đỏ kiếm khu có tay. Kiếm khu à? Đây rồi, đây rồi. Ở bên ngoài đuôi đỏ có tay. Rồi chốt dùm trang gấu trắng 175 ngàn. Đùi gấu trắng 175. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Qua mua không thấy gọi vậy trang. Cứ dùm em cái nước suối với kem quần nhé. Cổ bếp này, chợ sang đi. Ôi mấy chị gặp em lắm, chị may mắn lắm luôn. Cho nó thật, nó quá rẻ mấy chị. Chốt dùm em gấu trắng nha. Rồi đuôi gấu trắng giùm em đi. 175 ngàn. Đuôi đỏ đôi cho em xem lại đuôi beo hả? Hết rồi. Gấu hai cho Nguyễn Heo đi giùm em đi. Trời ơi, gấu này xinh ha. Gấu hai cho Nguyễn Heo nè. À, cho em xem lại đuôi beo đưa giùm em. Gấu trắng chị Hữu Trí. Hữu Trí này gấu trắng. Cho em xem lại beo hả? Rồi rồi chị xíu nha em. Lê Yến, đuôi đỏ đô hả? Đuôi đỏ đô nè. Là, à, đuôi đỏ đô hả? Đuôi đỏ đô có tay á, đi ngoài đi, đuôi đỏ đô có tay. Quá xinh. Dạ. Đuôi beo này tình yêu ơi. Lấy đuôi beo đi, đuôi beo đẹp đó. Cái này là đầm kèm quần rời nha. Đang hot, trời ơi, mặc mấy cái này nó dễ mặc lắm á chị ơi. Mình mặc đi đâu nó cũng được hết á. Nha. Đuôi beo thì có cái này thôi. Đuôi beo có cái này. À, đuôi beo vàng ta hết rồi. Hết rồi. Cô Đông Kho lấy hàng giùm em đi. Mẫu này nè. Đuôi beo vàng hết rồi. Mỹ Duyên ơi, Duyên ơi, Duyên à. Rồi lên màu xanh này, cái nơ rất là xinh luôn. Nơ trắng rất là xinh mới về lại. Cái từ lâu này không có hàng. Hết rồi. Hết rồi nha. Hết cái này hết còn cái gì. Cũng thấy có chuyện mèo thôi. Dẻo dai. Để không? Để không? Chuyện mèo vét á hả? Một đẳng á, con dai á. Bay. Tụi bay á. Tụi bay. Không, em thấy có màu đen nữa. Đen không ra? Vét. Vét hả? Vét. Coi mày bộ. Thả con gì con hoa em chứ. Em thiệt bởi. Ừ. Tâm lý nhỉ. Rồi lên giùm em nơ trắng đẹp chưa? Trời ơi, nơ trắng xanh quá mấy chị ơi. Ây. Trời ơi, nơ trắng. 75 cho Bảo Linh Bùi ơi. Nơ trắng đẹp quá. Cái đó là cái gì nhỉ? Không biết anh hình đó. Nơ trắng đẹp chưa? Lê Yến, đùi gấu trắng Lê Yến vô. Lê Yến, đùi gấu trắng. Nơ trắng cho em ha. Trời ơi, màu này xinh quá. Đưa sách mắt mang gồ cho em đi. Còn mấy sách đưa cho em. Em mới thoát ra xong Trang phải vô lại. Trang mới thấy comment của mấy chị chứ còn không thấy luôn. Lê Yến. Dạ anh Trang. Tặng cho chị không đồng. Không đồng với chị em. Ừ. Hai bộ. Không đồng hả? Nơ trắng với hủ tí. Hủ tí mua nhiều chuyển khoản cọc giùm em nha. Rồi sắp mắt. Chị lấy bộ tím mà sau lưng em hết rồi. Hết rồi chị ơi. Nơ trắng 51kg cho chị. Cô tư cổ tích 60kg vừa nha. 60kg vừa. 175 nha chị. 175 ngàn quá rẻ. Mấy chị nhận hàng đi đẹp lắm. Cái này em nói thật đẹp mà từ phơ với vải luôn á. Cho nó thật luôn á. Rồi em lên sắc nách mango nhé, sắc nách mango. Cuộn dài. Sắc nách hoa dài. Rồi cái này cuộn dài nhé, sắc nách và cuộn dài. Mango 145 ngàn. Một bộ cho ủ miễn theo. 145 nha. Rồi 5 set thôi, 145 ngàn. Ở đâu ai rẻ bằng, trời ơi là trời. Không ở đâu ai rẻ bằng luôn mấy chị. Đẹp quá. Lô này em đang may lại nhé. Nãy mấy chị hỏi đùi sức nách mà còn già mà em quên cái mẫu này. Rồi, cất cho em mã hoa đen đi. Cho dùm em đi. 145 ngàn cho Trang nha. Mấy bộ? 5 set, 145, 5 set. Còn riêng hoa tiện, hoa tiện sánh. Trời ơi cái màu này mặc con nó đẹp. Rồi con ơi, qua lấy màu này con ơi. Hoa đen giùm em nhé. Quần dài giùm em, quần ống nhỏ. Quần ống nhỏ, quần dài. Hoa đen cho Ngọc Huệ. Hoa đen giùm Ngọc Huệ này 145 ngàn, quá rẻ luôn.
Hết rồi chị Tâm ơi, vô trễ quá. Sắp hết quần dài đang mặc cho học Nguyễn có lương nè. Vô trễ rồi, hết rồi, không còn cái gì luôn á. Không Nguyễn có lương. 200 set mới về hôm nay không còn luôn. Hoa bằng lăng cho học Nguyễn nè. Rồi. Đưa đây Mai đi, đưa gì Mai màu xanh đây. Thôi đây cho Hồng Thắng Nguyễn vô. Đây Hồng Thắng Nguyễn đây. Hồng Nguyễn vô luôn. Vô trễ quá à, hết rồi. Rồi còn hai xanh nhé. Hồng Nguyễn không kìa. À chưa chưa vậy không. Còn hai xanh, cái xanh này em đang bay lại nè. Xuân hoa đen. Rồi xanh giùm em. Không Nguyễn chứ không Nguyễn. Xanh xanh xanh. Xanh cho Trang nhé. Rồi bông buồn. Còn bộ đen đúng không? Ờ. Có gì xanh xuân đó nha. Rồi xanh còn hai. Xanh xuân bộ đen đang mặc á. Xanh đẹp quá trời quá đất luôn á chị ơi, xanh đẹp quá. Rồi còn hai xanh nha. Đưa giùm em cái áo xanh này. Lấy gì vậy Hồng? Xanh còn hai. Có chị Thanh Xuân nè. Bỏ vô Thanh Xuân đi nè. Rồi tôi chào ra nè. Xanh cho Thanh Xuân. Xanh cho Thanh Xuân. Cho chị mang màu xanh. Đưa cái tà xuống đi. Một đen màu xanh luôn hả? Rồi hai bộ cho Thanh Xuân luôn. Đẹp ha. Rồi xanh còn hai sắt hết luôn. Rồi còn hai beo sang. Trời ơi cái beo này mà không lấy thì thôi luôn. Beo này em cắt lại luôn sau mà không có. Dạ hết rồi chị. Em hết luôn rồi. Beo này em cắt lại luôn sau mà không có nè mấy chị. Hôm nay nó thật kẹt hàng lắm luôn mấy chị. Mỗi thứ còn có vài bộ. Buồn ghê luôn á. Không có hàng mà bán cho mấy chị luôn. Rất là buồn luôn thực sự. Buồn lái sẵn lái chuột nè. Rồi chốt giùm em màu này. Không anh chốt. Beo sang. Beo cố cầm ghê la. Beo sang. Ở cái này mặc vô làm cái gì nó thật luôn mấy chị. Cái màu này mặc trắng chị đặt từ nè. Cái màu này mặc vô em nói thật mấy chị luôn, nó trắng da vô cùng luôn mà nó sang lắm. Màu muối tiêu đâu mấy chị, muối tiêu. Xanh cho chị Tăng Nguyễn. Xanh cho chị Tăng Nguyễn. Là ngay xanh đó hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Tăng Nguyễn có đơn rồi đó. Tăng Nguyễn. Hoa đen như gì, gì, gì ế đinh gì đây. Tăng đây là bụng. Hết rồi, hết hoa đen rồi. Rồi beo nhá, beo nhí. Beo nhí giùm em hai set không. Hết luôn. Xanh chị Nguyễn Lan có đơn rồi. Xanh chị Nguyễn Lan. Một quần một áo đâu mẹ. Nguyễn Lan có đơn rồi. Mày bỏ vô chị đi. Nhận hàng đấy mấy chị. Nó đẹp lắm, hôm nay là em không có câu beo gì hết. Cho nên mấy chị rất là dễ mua. Chứ còn thường nhà Trang rất là đông. Nguyễn Lan có đơn rồi đó. Rất là đông cho nên mấy chị không mua được đâu. Bây giờ mang cái màu hòa tiếp này đi. Không có mua được đâu. Khó lắm. Hết beo rồi. À beo. Nghĩa là có beo với sang. Có beo sang rồi. Rồi lên hòa tiếp giùm em nè. Xanh nhé. Rồi cái màu này dễ thương ha. Cái này dễ thương quá nè mấy chị. Màu đen cho Trang. Rồi lên giùm em hòa dạ, tiếp. Dạ không có bạn chị. Hòa tiếp giùm em. Hòa tiếp chợ cái màu này mặc cưng lắm nè mấy chị. Ờ nó phối. Nó phối màu riêu, màu xanh, màu trắng. Nó rất là đẹp luôn. Rồi chốt giùm em màu riêu nhé. Chốt giùm em màu riêu đi. Hòa tiết riêu. Riêu cái gì riêu hả? Ờ riêu đi mấy chị. Riêu nha. Ờ cái màu này mà. Hết beo rồi chị ơi. Riêu cho em đi. Riêu cho Trang nha. Hết beo rồi chị ơi. Lên riêu đi. Màu riêu này hòa tiết mặt cưng lắm luôn nha. Mặt nó kiểu mà màu nó nhá nhặn dễ thương á. Rồi ai lấy riêu chốt giùm em nha. Sắc mắt riêu rồi còn mấy sếp ai chốt trước chốt nha. Rồi qua dạ luôn. Dạ rồi điện thoại chốt. Dạ rồi cho xíu đi chị điêu cho Hữu Trí nè. Hữu chiếu có nhiều cái cọc nha, đi cho chị Danh đi luôn. Danh lương đây. Danh lương bên đi không? Ừ. Đó. Con có béo cái bộ. Danh lấy riêu này được không chị? Chứ hoa đen nãy 6-7kg rồi. À 6-7kg không vừa đâu. Danh 6-7kg không vừa đâu nha. Rồi lên cho Trang mã sơ mi hoa băng đen. Cài cái nút giùm em. Lấy riêu mặt đi mấy chị. Hoa đen còn bộ kia ní. Phải không? Cái quần của cô này. À vậy hả? Của Khánh Xuân rồi đó. À rồi rồi. Khánh Xuân rồi đây. Rồi vô anh nhá. Sơ mi em nên vô anh cho mấy chị. Rồi, bao nhiêu bộ này bao nhiêu? 175 ngàn. Rồi bộ này ai lấy cho em mã hoa băng đen nhé. Sơ mi hoa băng đen cho em. Đẹp quá à. Bộ này sang quá trời sang luôn. Rồi hoa băng đen cho em nha. Đưa giùm em mấy bộ đi cho mang còn lại. Hoa băng đen cho nó cho Trần Ngọc Úc Hạnh. Đưa đây cho em 175 ngàn.
Trường Ngọc ít lắm này. Đưa mình em cái gương của em đâu à? Bộ này mà không lấy thì thôi luôn, cái này phải von nhá. Em đang may lại cái lô này mà chưa có tìm ra vải để may nè mấy chị. Chưa tìm ra vải để may lô này luôn á. 175 ngàn cho em. Chưa có vải để may luôn. Thi Huỳnh. Ủa Sơn không thấy comment ai hết trơn nữa. Nó bị dựng dễ sợ luôn á trời. Hồng vỏ trang kiều. Má ơi. Hồng vỏ trang kiều Thi Huỳnh. Má ơi thực sự luôn á trời. Sơ mi hoa băng đen này. Hồng Nguyễn này. Hồng Nguyễn này. Các chân canh hết rồi chị ơi. Hồng Nguyễn, Hồng Nguyễn năm 27 luôn á. Ờ đúng đúng. Nguyễn Tuấn Hoa băng đen. Nguyễn Tuấn Hoa băng đen. Hết rồi chị, xác chân canh hết rồi nhá. Chiều khó. Hồng Nguyễn nha. Chiều khó vài ngày nữa giùm em. Em gọi cái Hồng Nguyễn vô nè. Như sao bên chủ giao hàng tiết kiệm nó không bồi hoàn mình tiền năm chục mấy vậy? Nó bồi hoàn nhưng mà hơi lâu. Trời ơi là trời. Mẹ nó muốn lên công ty nó bậy ghê luôn á trời. Để qua tuần này coi sao. Nhưng mà bây giờ phải nói ngày nào cũng nhắn nói mà. Để đó, tao ra chỗ ấy tao nói cho. Mẹ làm mất hàng của người ta mà giờ nói giọng vậy đó. Tuyền Thuận lấy hoa băng đen chưa? Rồi, Nguyễn Thuận rồi. Đồ đưa ra cho em đi. Màu trơn cũng. Rồi lên sơ mi hoa hồng cho em. Von nhá, sơ mi đang mặc là von. Rồi ai lấy sơ mi đang mặc nhé. Hoa hồng, sơ mi hoa hồng. Mấy chị thông cảm nhé. Tại sao cái bên bay em hai cái luôn, nó đều bị ẩn comment hết trơn luôn. Sơ mi hoa đen thì chị Băng Tuyết. Băng Tuyết ơi cho em số điện thoại đi chị. Băng Tuyết cho số điện thoại giùm em. Hoa băng đen dùng. Riêu là gì? Trần Ngọc Út Thấm có hoa băng đen này nè. Băng Tuyết bỏ vô cho chị chưa? Băng Tuyết à? Ừ. Cái gì? Sơ mi hoa băng đen á. Nè ba này, đó. À rồi để trang mặt cho. Chọn thêm đâu mà. Để trang mặt cho nhé. Băng Tuyết. Này bộ dài của anh đúng không? Có rồi. An An hả? Bộ dài làm sao đúng không? Của anh đúng không? Ủa? Cái màu vàng này đâu ra vậy? Thà, lại đưa thêm nào. Đưa thêm đâu đi vô cho mịt. Anh lấy sơ mi đen. An An cho mấy bộ dài sao đang mặc này? Rồi màu em đang mặc là hồng xinh nhé. Màu hồng này em có một bộ màu vàng nữa là hết lô. Lô này em đang may lại. Bộ cho em đang mặc là màu hồng. Có màu vàng luôn, bây giờ em màu vàng đi còn bộ 185 ngàn. Màu hồng với màu vàng. Rồi vàng còn một set này. Đợi xíu em lên sơ mi cho. Rồi vàng còn một bộ nhé. Vàng này mặc vàng tây nha mấy chị. Vàng này mặc rất là tây luôn. Rồi em đang mặc là màu hồng xinh nha.
Với là màu vàng còn một set 185 ngàn. Hòm cho chị Mimi. Hòm cho chị Mimi. Số mở số máy gì thế? 185 ngàn giùm em nhé. Mấy chị mua bên ngoài 250. Vàng von luôn. Vàng von. Hồng với vàng. Chưa có đơn luôn chị. Chưa có đơn. 185 ngàn cho em nhé. Quần rất là dài. Đưa giùm em mẫu này còn màu gì? Có không? Mimi mới vô đúng không chị? Tiệm nhạc của màu này. Rồi lên giùm em màu tím nhạt. Tím nhạt với màu đỏ. Phải vô anh nha mấy chị nha. Mimi ngay của anh. 240 không thiếu một đồng nào. Nhưng mà trang bán có 185 ngàn thôi. Nhận hàng đi rồi biết đồ đẹp của nó. Rồi màu tím nhạt này. Ai lấy màu trang đăng mặt nha. Để tím nhạt. Cái màu gì đó màu đỏ. Tím nhạt màu đỏ. Hồng cho Tâm Nguyễn vô. Hồng cho Tâm Nguyễn đây. Mang cái bỏ vô này. Màu đỏ này trời ơi, màu đỏ đẹp lắm luôn. Trời ơi đỏ đẹp quá mấy chị ơi. Nói chung là cái màu von thì lên cho chị bộ đang mặc với bộ vàng. Vàng hết rồi. Bộ đang mặc với chị Nguyễn Thị Hà nè. Chị Hà ơi lấy qua tím nhạt với màu đỏ đi chị. Đây rồi. Em đang mặc đỏ với tím nha. Đỏ với tím luôn hai màu. Đỏ nè Nguyễn Thị Hà. Có màu hồng thôi nha, hết vàng rồi chị. Đỏ đẹp chưa Nguyễn Thị Hà ơi, lấy qua tím nhạt với đỏ đi chị, đẹp lắm. Lấy đỏ. Anh lấy đỏ, đẹp quá. Đỏ đẹp. Đỏ đẹp lắm. Đỏ rất là đẹp luôn á. Lấy đỏ mà mặc đi mấy chị. Đỏ rất là đẹp. Trời ơi cái màu tím nhạt này hôm qua mấy chị chốt nhiều lắm nè. Màu này mấy chị hôm qua mấy chị chốt rất là nhiều luôn. Tím nhạt cho em nha. Rồi lên đi mà quần dài còn mấy set đi cho em. Anh lấy đỏ rồi. Anh lấy đỏ rồi tình yêu ơi. Rồi lên giùm em màu bò đi. Bò vậy. Rồi còn một bộ bò quần dài 145 ngàn hàng Quảng Châu. Bò nha, bò hồng. Pyjama giùm em hàng Quảng Châu. Ai lấy bò hồng chốt giùm em pyjama Quảng Châu giùm em nhé. 145 ngàn cho em bò hồng, còn một bộ thôi như pyjama như dơi. Bò hồng giùm em rất là đẹp. 145 ngàn. Rồi bò hồng giùm em pyjama nhé. 145 ngàn còn một bộ thôi. Bây giờ em bò hồng cho em, ai lấy bò hồng chút em bò hồng. 145. Lập kệ này. Răng này. Nguyễn Thị Thu Hà. Rồi lập kệ còn hai. Nguyễn Thu Hà hả? Điện sư. Đây còn Nguyễn Thu Hà này. Rồi lập thể quần dài 145 ngàn. Chị Hồng Thắm Nguyễn kìa, con đỏ. Em gọi chị Hồng Thắm Nguyễn. Alo. Bò hồng Huy Tâm Nguyễn. Bỏ bò hồng Huy Tâm Nguyễn, hết bò hồng rồi nha. Chốt cho chân. Chốt Tâm Nguyễn bò hồng luôn. Hết Tâm Nguyễn rồi chị An, An Lương ơi. Chị xíu em điện lại cho nha, điện năm mai. Rồi lập thể dài cho em luôn nè. Lập thể dài cho Trang luôn. 145 ngàn. Đi với Mai nha. 145. Có lại nâu với đỏ hả? Tím nhạt em hết. Bò hồng Tâm Nguyễn rồi hả? Tím nhạt em hết rồi. Chị. Tím nhạt bò hết. Đâm nè, đâm nâu với đỏ nè, lấy đi. Đẹp mà. Trời ơi. Đó. Lấy đi đẹp mà. Lấy bộ đang mặc cho Mỹ Duyên. Còn rồi. Màu khác không? Còn màu đỏ. Còn màu đỏ nè, cái tím này chị. Trời ơi đẹp lắm. Đưa cho em màu đỏ đi. Đỏ với tím này chị. Em đang may lại lô này nha. Nhưng mà phải lâu mới có mấy chị ơi. Vì von khó may cực kỳ luôn. Phải nửa tháng nó mới xong. Đỏ này chị. Trời ơi mấy cái màu này nó thật luôn. Mặc lên nó trắng da lắm. Đưa cho em màu tím nhạt đi cho chị qua. Mỹ Duyên bên viên ti á chị Nguyễn Nga Trâm xin lại số điện thoại để kiểm tra đơn nha. Này màu tím này chị ơi, tím nhạt mình đi ngang quần luôn. Đẹp quá à, lấy đi mấy chị. Có 185 ngàn. Rồi ba màu nha. Màu tím nhạt. Cho em xin lại số điện kiểm tra đơn. Màu tím nhạt và màu đỏ, lấy tím nhạt hoặc đỏ cho em đi. Trang hết lô rồi, còn mỗi thứ còn 1-2 set thôi nha. Nếu mấy chị chờ thì phải tận nửa tháng là mới xong. Tại vì em may số lượng rất là nhiều. Mà von là cực kỳ khó may luôn nha. Lâu lâu nó ra lô thôi. Mấy chị theo dõi mấy chị sẽ biết nha. Rồi lấy đỏ hoặc tím nhạt cho em comment. Tím nhạt cho Jenny Lương. Tím nhạt cho Jenny Lương này, màu tím nhạt đẹp mà. Em mặc tím nhạt cho coi. Tím hết rồi chị. Bây giờ em màu tím nhạt em mặc.
tiếng nhạc đẹp lắm. Là tiếng nhạc tiếng nhạc con bố thôi hả? Đâu một cái nè. À mày thấy màu khác mà chỉ có ba màu thôi chị ơi. Lô sau cũng có cũng mấy cái bông này á nhưng mà may lại thôi. Tím nhạt đẹp mà, trời ơi em thích cái màu tím này lắm luôn á. Hôm qua mấy chị chốt cái màu tím này rất là nhiều. Tím đẹp. Tím mộng mơ đó mấy chị. Nè tím này, thấy chưa? Trời ơi cái màu tím này hôm qua em chốt rất là nhiều chị. Mặc lên ma canh. Ờ, hôm qua mặc ma la canh đó. Hôm qua bộ này mặc lên Malacan mấy chị chốt nhiều lắm. Chưa còn mấy set. Còn có mấy set à? Màu hồng của chị còn không? Còn nha. An An chốt rồi mà đúng không? Hai cho màu đỏ. Màu hồng. Hồng An An. An lấy hồng quá, hồi nãy lấy đỏ rồi có lấy hồng không? Hồng. Lấy đi em ơi, đẹp lắm. Tại vì bây giờ cuối giờ rồi còn mỗi thứ mỗi ít chị lên thì còn mấy hàng này đa lâu like đầu like được tại vì còn số lượng ít. Like đầu like một ba mấy mà 500 người xem thì không có hàng bán. Cái này để dành cuối like đi. Lấy hồng đi, hồng xinh mà. Hồng rất là xinh. Rồi lên giùm em mở bi cho em. Bi mà mà răng. Răng dài cọc. Mỹ Thanh Văn ơi, em cũng không nhớ nữa có gì mà shipper giao. Chị ơi tiền ship không? Trời ơi bán hàng mới có tiền ship chưa em? Chị đâu có ship hàng đâu nhá. Chị chỉ bán hàng thôi còn tiền ship thì bên shipper nó lấy nha, bên bưu điện nó lấy. Chị không có lấy tiền ship nha. Nó lấy bao nhiêu thì chị lấy của khách lại bao nhiêu thôi. Trời ơi mua hàng phải có tiền ship không? Rồi ai lấy tím chốt tím. Tím nhạt. Bộ hồng cho Hồng Nhung. Hồng Nhung. Tím nhạt cho Quỳnh à, Mỹ Linh Trần. Mỹ Linh Trần với Mỹ Hồng Duyên Nhung. Tím nhạt có đơn kìa. Mỹ Duyên tím nhạt. Hồng Nhung, Hồng Nhung lấy bộ hồng. Hồng Nhung cách cũ. Tím nhạt cho Huỳnh Trân. Mỹ Linh Trần tím nhạt. Hồng cho Hồng. Có đỏ chị ơi. Đỏ con màu đỏ không? Đỏ bên mặt đỏ luôn nha mấy chị của anh. Bộ này mấy chị mua bên ngoài 250. Nó điêu mất lọc luôn, 250 ngàn. Còn không là 240. Đỏ đẹp mà không lấy. Đỏ đẹp chưa? Rồi ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Đỏ đẹp quá à. Trời ơi đỏ mặc lên nó trắng hẳn luôn mấy chị. Mặc cái quần vô mới được. Gì vậy? Hai máy đều bị ẩn comment. Má nó thật sự. Ai vậy? Ai vậy? Ai? Thôi ai? Mà đổi hai bên là một lần đổi có xíu cũng không đắt kể em chị ơi em sai đâu. Mà ai? Xíu thôi. Rồi lên đỏ đi. Ba la canh hết rồi. Chị mua bộ này rồi. 209. Chị lương á hả? Lấy em bộ đang mặc nha. Bộ đang luân long. Màu tím hả? Nhạc hả? Tím nhạc đúng không Luân Lâm ơi? Đúng rồi. Cho số điện thoại cho Luân Lâm nha. Tắt máy thì chị đừng. Linh Phương lấy đỏ. Nè. Cho em xem là bộ sơ mi đen đi giùm em cái. Sơ mi đen hả? Sơ mi đen hoa lông đen á. Mở chưa? Tâm dạng. Trời ơi cái này em nói đào xạ lắm gì gì. 290 ngàn. Nó bán lời khủng khiếp luôn. Cho chị xem mẫu băng canh hết rồi chị ơi. Vài ngày nữa có nha. Đen giùm em này, sơ mi hoa băng đen này. Trời ơi, không đưa cái quần mà đưa cái áo làm chi trời. Đưa cái áo người ta mới biết mẫu chứ đưa cái quần làm gì. Rồi đây hoa băng đen đây này.
sơ mi đó đẹp lắm luôn, lấy đi. Vải von nhá, cực kỳ đẹp luôn, cho nó thật. Có 175.000 lấy đi chị. Mới về hôm qua bán muốn hết hàng rồi. Không thấy mấy chị comment luôn nè, thấy thoát ra xong vô lại. Tiếng nhạc gì lên trời con nghe xuống máy vậy? Tiếng nhạc chị Mỹ lên trần. Hello chị Linh Võ nha. Cho chị ơi, mẫu canh năng mặn em hết sạch banh luôn, 200 set hôm nay hết lô luôn. Không còn một bộ nào luôn á. Em mới về trưa nay luôn á chị, 200 set. Em sẽ may lại cho mấy chị nha. Trời ơi, bây giờ thờ thầy dịch nó nghỉ hết trơn á chị. Đưa bộ đỏ thôi hả? Đưa bộ đỏ đi. Rồi sơ mi đen nha, chị lấy thì lấy ok giùm em. Thờ thầy dịch đâu có đâu. Sắp trăng. Chị đến gì vậy? Úp lò bánh mì hả? Chị đọc xuống. Bị ẩn comment đó, khách gọi đó mấy chị. Bị ẩn comment khách gọi đó. Tôi đọc lại luôn đi. Không biết sao mấy em nó bị ẩn comment cả hai mấy luôn. Chờ xíu nha, 07 28 1 9 3 4 9 Dạ chị, chăm tấm chăm tấm. Dạ rồi chị. Đã lấy một bộ đỏ đúng không? Quần em có lót là chị ơi. Quần em có lót nha. Dạ rồi ok chị. Tại 1 tiếng thôi đúng không? Áo ống rộng. Ăn lạc tay. Ống rộng nha. Quần ống rộng nha chị, đang cái quần ống mát nha. Đúng rồi, xuông rộng xuống. Đưa giùm em đi. Để nhiều. Úp lỗi giùm em. Rồi lên giùm em mã sơ mi thay phòng. Cái mẫu này đẹp nè mấy chị. Mẫu này 58kg đổ lại nha. 165.000. Đây là sơ mi ống bát tay phòng. Được. Mẫu này xinh lắm. 58kg đổ lại thôi nha mấy chị nha. Tay phòng rất là đẹp luôn. Sơ mi hoa băng, hoa nâu. Vải mango. Alo nghe chị. Có ship nha, ship 30. Chị nó nghe nè, lấy hai bộ đi, một tím một đỏ đi, hai bộ đẹp đó, vừa đó. Rồi 58kg đổ lại. 185 từ ship 30. Rồi ai lấy sơ mi tay phòng cho em nhé. 175.000 cho em, 58kg đổ lại thôi. Gài cái nút giùm em đi mấy chị. Mẫu này có họa tiết gì đưa cho em. Hôm nay em làm bộ tím nhạc kìa. Đây. Đẹp mà, trời ơi, em nó thật. Von là cái màu nào nó cũng đẹp hết mấy chị. Mấy chị đừng có do dự, mua đi mà. Bây giờ cũng không có vải mà để chăng may lại cái lô này nè. Em đang may một lô, xong rồi tiếp theo một lô nữa. Nhưng mà hết vải là không có luôn. Rồi, đưa lên giùm em màu này nhé. Màu nâu tay, hoa nâu tay giùm em đi. Sơ mi phong rộng, hoa nâu tay 175.000. 58kg đổ lại mặc vừa cho em trang mẫu này nha. Tay phòng nhé, 58kg lại. Mẫu này xinh chưa? Áo là lót phần dưới nha. Còn quần là có lót chứ. Nè nè, quần lót nè. Cái điều đó là đương nhiên phải lót chứ chị nè. Điều đó là đương nhiên rồi. Trời. Tất cả con em đang là lót. Áo sống đi. Nâu tay chị Jenny Lương, sơ mi nâu tay. Chịu không, không chịu thêm xả ra nha. Không thôi giao tới rồi, tại sao mà voi mà mỏng này kia. Không chịu thêm xả ra nha. Trời ơi, voi là em bán biết bao nhiêu bộ rồi. Chị sợ thì thế để em xả ra nha. Sợ thì em xả ra. Rồi, đăng lại. Rồi, lên giùm em màu này. Cái này là màu quần ống mát nha mấy chị nha. Bộ em đang mặc là quần ống mát. Mẫu này em về liên tục. 175.000 cho em. Cái tay đẹp quá. Tay may mo rất là to luôn. Phong đẹp lắm. 58kg đổ lại. Rồi đưa em màu này đi. Cái này xong 5kg không vừa nhá. Không. Sơ mi đen lên. Sơ mi đen lên. Đấy riêng. Là... Đấy rồi. Mì riêng có chưa? Có chưa bỏ vô lại. Mì riêng có lại. Ăn chứ. Có rồi. Chỉ sẵn đây. Nhưng mà mình là đây. Làm ốc tương xíu tương ăn đúng không? Đốc đốc nữa. Bên này bên nữa bên nữa. Cái áo không lót nha, sơ mi áo không lót. Mặc thêm áo ống cũng được. Đưa gì? Rồi Belier này, như mẫu em đang mặc. Ủa sao mình tăng nữa không đi? Bình ram. Bả ấy hả? Sao mà tới chào nhỉ?
cũng thích thế. Rồi lên giùm em mã beo đi không? Sơ mi dây vòng. Em thêm 62 kg, em có hạt đồ 62 kg mà chị bộ. Bộ đó hả? Này nâu quá, chị nâu đang mặc đúng không? Này nâu nè. Cái này nước nhạt sáng hơn không gì á. Cá. Chị bộ. Chị bộ đỏ. Bộ đỏ này à? Bộ đỏ. Bộ đỏ. Bộ đỏ hay đỏ chị? Nâu. Nâu tí đi, nó sáng đi. Là cái bộ đang mặc đúng không chị Trần Thị Thanh Hương? Rồi bà sơ mi em đang mặc nhá. Beo 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 gì ta? Beo Rio. Nó bị ẩn comment hết á con, cái này không thấy gì hết luôn á. Này nó không nhảy hay ha. Thoát ra mới thấy. Không biết sao bị ẩn comment á. Mãi măng cô chị. Chị rồi bộ này rất là đẹp luôn, 65 kg đổ làm mặc vừa cho em nhé. Bản màu trơn rồi bộ này 150 ngàn cho em, vải đuổi nhá. Trời ơi là trời, ta nói bộ này, bộ này 150 ngàn ai bán trời. Rồi lên giùm em bản màu đi. Màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Trước áo tay là von đỏ. Von đỏ. Von đỏ lấy cho chị đi. Trần Thị Thanh Hương. Rồi lên giùm em màu luôn nha. Ủa cái màu này ai bán 150 ngàn cho mấy chị trời. Vải đuổi cực kỳ đẹp luôn, không nhăn, không xù lông, bao đẹp luôn. Nhìn hàng màu này không thể em không lấy tiền. Rồi màu xanh cô ban. Von đỏ đây nè. Màu vàng cho em. 65 kg đổ lại mặc vừa nha. Chị nào mà có bụng mà mặc bộ này không thấy bụng luôn. Màu vàng. Đẹp chưa? Màu gì nữa? Cam. Màu cam. Màu đỏ. Làm cái mặt bao lái ngoại nha. Ủa, qua cái form quần này mấy chị. Em cho mấy chị qua cái form quần nè. Trời ơi là trời, con nó đẹp. Rồi lên giùm em nhé. Màu đỏ đô 150 ngàn. Nhận hàng đi. Vải không đẹp em trả tiền lại cho nha. Rồi màu cam đất 150 ngàn cho em. Cam đất đỏ đô, màu vàng và màu xanh của ban. Màu nào nó cũng đẹp hết mấy chị ơi, lấy đi. Em khuyên vàng còn 2 set thôi hả? Rồi vàng hết luôn mấy chị ơi, còn có 2 set à. Thấy chưa, bị ứng comment shop mua lại. 150 ngàn giùm em. 150 giùm em nhé. Màu vàng, màu cam đất, màu xanh của ban và màu đỏ đô. Đó, ai lấy màu nào chốt giùm em màu đó. 150 ngàn cho em. Trời ơi, màu đỏ đô đẹp quá à. Đỏ đô đẹp quá mấy chị ơi. Rồi vàng còn 2 set xanh của ban. Rồi chị yêu nào lấy màu nào chốt cho em nha. 150 ngàn. Cô ban, Jenny Lương. Cô ban. Lấy hai màu, ba màu đi Jenny Lương ơi. 150 ngàn. Em nói thật, còn có mấy set em bán á. Chứ còn bộ này không có ai bán 150 ngàn đâu. Nhận hàng đi rồi biết nó cỡ đẹp như thế nào. Từ từ, Jenny Lương đỏ đô với xanh của ban sao chị? Rồi đỏ đô, đỏ đô với xanh của ban. Đỏ đô. Màu vàng em hết rồi, còn hai set thôi. Jenny Lương ơi, không lấy màu vàng hả? Lấy lại bộ nào vậy? Màu vàng đẹp mà. Màu vàng hơi bị đẹp luôn. Là sao? Màu vàng đẹp lắm luôn nha. Là vàng nè. Là giá 175 ngàn đó chị. Vàng nè. Vàng hết rồi nha, vàng còn hai set thôi. Chị sửa luôn không được vậy online em không. Chị nào lấy vàng chút giùm em vàng nha. Rồi hết luôn. Vàng như Jenny luôn luôn. Rồi còn một tách vàng thôi nha, hết vàng. Rồi cam mấy trần vàng. Rồi hết vàng luôn. Cam mấy trần bỏ vô cam mấy trần đi. Vàng như chị Jenny luôn kìa. Rồi đỏ đô cho chị Thúy Phạm thì đó nó bao nhiêu vậy chị? Đỏ đô Thúy Phạm thì 730. Cái bộ kia 375 phải không? 720 cái bộ kia nhiêu? Thủy Phạm. Thủy Phạm với Thủy Phạm gì đó. Cái bộ nó bao nhiêu là 175 hả?
Mẫu lần sau em hết sạch rồi mấy chị ơi, 200 set hết sạch rồi. Không còn cái gì hết. À rồi rồi, vậy là bên này có chuyện sai đây rồi. Rồi bộ này còn mấy set cho em? Rồi bộ này còn mấy set? Cầm Trần Thị Thanh Phương là cam đức, không phải là chị đó, là cái này là chị Dư á, chứ không phải là xuất cầm rút rút ra tại cái cây tại chị con anh nó dạy. Rồi 150.000. Đỏ với Thanh Thảo kèm số điện thoại để tình rồi, yêu ơi. Rồi. Rồi 150 giùm em bộ này nha, không Trần Thị Thanh Phương này cam đức nè. Rồi đó vậy. Đỏ Thanh Thảo. Bộ này còn mấy bộ 150.000 bộ này, ai mà không lấy bộ này thôi luôn. Ừ, em con vậy không phải là tưa, trời ơi em may con nhiều em biết mà. Trần Thị Thanh Phương rồi phen đi bộ em đang mặc nhé, 150.000 kia một cái, 150 đó chị. Thêm giải cứ cái tiếp đang chốt đơn mà nghe thêm cái này nữa. Thanh Thảo cho em xin số điện thoại nha. Rồi phen đi 150 kia em. Lấy em một chị đang mặc An An. Là bộ đang mặc cho hoa bằng lăng, 150 này, đẹp ha. An An bằng lăng có lơ mà. Đứng đây nha mấy chị. Bằng lăng này. An đây rồi. Bộ em đang mặc còn là tiếp gì không? Không, hai bông. Hai bông bông em bông ấy. Bông xanh, bông đỏ, cái bông hồng, bông cam, bông xanh. Đẹp quá à, bộ này. Form này mấy chị quay quần. Rồi sao? 150. Đẹp ha. Mỗi lưng bớt đi. 150 đây rồi. Có rồi. Rồi còn mấy bộ? Hồng hai bộ. Rồi hoa em còn hai hồng hai set để mặc luôn. Bị đắt nhiều không? Bị đắt nhiều không chị? Tôi nhìn đắt chín rồi. Mặc hồng hả? Ừ. Hoa hồng em còn hai. Đưa đây, trời ơi. Là đơn đó là 370 quá vậy. Tôi coi luôn nữa. Là 370 đấy chị. Chị ở thành phố hả? Còn hai hồng thôi hay sao? Giang đi là bộ Fendi bộ đang mặc á. Rồi Giang tức là cặp tú đen Fendi luôn nè. Rồi, cho em mượn shipper đi chị. Để nên luôn nè. Rồi hoa này dễ thương quá hả? Còn hai bộ hàng. Chị, hai bộ. Cho mượn cho mượn cái hai là Fendi kìa. Bộ này bộ Fendi nè kìa. 350 cho em nhé. Đây nó ơi nó đẹp. Đưa cho em màu đi, hồng còn hai. Hồng cam xanh. Hồng cam xanh cho em một. Rồi. Hồng nha, hoa hồng, hoa cam, hoa xanh. Ở đẹp hoa vô nè. Rồi. Cưng quá à. Rồi 150.000 kia. Rẻ như cho. Rẻ như cho luôn. Rẻ như cho luôn. Form đẹp cực kỳ nha. Chưa, cái form quần. Cái quần này mấy chị có thể mặc với áo ba lộ màu trắng trơn cũng đẹp mà. Áo ba ra da. Hồng Jenny Lương. Rồi còn một hồng. Màu xanh ngọc cho em và màu bộ em đang mặc hồng lam là màu hồng quá chị, hồng. Hoa hồng đúng không? Đừng coi mình là bộ đang mặc nha. Rồi hoa hồng, hoa cam, hoa xanh cho em 150.000. Hoa hồng, hoa cam, hoa xanh 150. Hồng lam bộ đang mặc. Đẹp quá ha, hết hồng. Hết hồng giùm em. Qua màu xanh, màu cam đi mấy chị ơi, hết hồng mà. Cam với xanh. Cam với xanh nhé. Cam với xanh. Chốt lẻ cho Trang đi. Quay trong kho còn hàng gì đây. Không biết chị Dung Nguyễn kìa. Không không. Đã là không. Là Dung Nguyễn A3. Đang mặc kìa. Một cam màu xanh thôi. Một cam thôi. Dung Nguyễn A3 này. Hết hồng rồi. Hết hồng rồi Dung ơi. Lấy cam xanh được không? Trời ơi. Cái màu nào em mặc mấy chị mới chọn. Cam. Trời ơi, màu nào nó cũng đẹp hết. Rồi qua mẫu đi ra ơi. Lên mẫu à. Mua qua rồi kìa. Hết rồi. Mà xéo luôn ha. Hết rồi, hết ba rồi. Qua xỉ nãy con mẹ bùa này. Lấy bông bụt nô đi. Bông lan bụt nô đi. Em là hồng rồi chị Dung Nguyễn ơi. Đơn Thanh Thảo đâu rồi? À
sĩ lấy hết rồi ta. Còn như đây hả? Rồi lên tà xéo đi. Trời ơi, vậy mà hôm qua con sĩ Đài Loan, con bé sĩ Đài Loan nó lấy mình đi kêu hết rồi. Không thấy con ri à? Cái này còn mấy màu? Hai màu thôi. Hai màu. Cam, cam với vàng. Vàng còn ba bộ nè. Rồi 150 giùm em. Trời ơi là trời, hôm qua cái hôm qua bé sĩ nó lấy em nói hết. Bỏ cho nó thấy được có hai ba bộ bỏ cho nó à. Mi 160 mi ơi, bộ này đưa vào một cao đi. Xéo 160. Ông bác nha mấy chị nha. Quay còn sót không mẹ? Đi hàng rồi đúng không? Đi hàng bé Đài Loan rồi đúng không? Đi hàng vô tiền thôi. Sao đúng rồi. Bé đi hàng mà. Rồi ta xéo bác giùm em 160 ngàn. Hoa hồng trăm rưỡi cho băng trước hết rồi. Còn hoa cam với hoa xanh thôi. Hoa cam với hoa xanh em. Chú Nguyễn có đưa lại bộ đồ không chị? Rồi trang năng mặc nhá, màu vàng với màu xanh, màu cam. Rồi còn có mấy set nè, tặng cho mấy chị 150 luôn đi cho nó nhanh gọn gọn. 150 nhanh nhanh gọn. 150 150 nhé. Chú Nguyễn có đưa lại bộ đồ giúp em không chị? Rồi bộ trang năng mặc màu ri với màu cam đất. Một cam với chị Giang Di Lương này. 150 nhanh, còn có mấy set thôi. Tặng cho mấy chị mặc cho nó vui 150. Cam với riêu đây. Trăm rưỡi. Ống bát nha. Bộ này ống bát. Xanh luôn này. Đẹp luôn á. 150 cho ra. Đẹp quá, bộ này đẹp quá. Ok ok Dung Nguyễn nha, cảm ơn chị nha. Trời ơi cái này hôm qua sĩ em nó lấy mà em chưa hết rồi mấy chị. Nó thích ống bát. Rồi cam riêu ai lấy chốt giùm em nhé. Hết lô luôn, còn có mấy set. Mình đưa cái hàng hoa cục nơ mới về ra. Hoa cục nơ mới về chút. Hoa cục nơ đi. Quá con mau quá, bút xanh á. Hình như đỏ hết rồi sao? Đỏ qua chuột trong bạn rồi đó. Còn xanh không? Còn bộ, bộ màu đỏ. Con bụi bè xỉn ra con bè nữa. Cái bộ này xinh ha, bộ này phong đẹp quá, em sẽ may lại cái kiểu này nhưng mà hoàn thiết khác cho mấy chị. Rồi lên hoa xanh. Không, chị đưa ra rồi. Chị làm. À đưa phê mi xong rồng đấy, đâu ra còn vậy? Còn màu đó thôi à. Tặng bao nhiêu đi. Trăm rưỡi, trăm rưỡi. Rồi trăm rưỡi. Xinh mi phong rồng gài cái nút giùm em đi. Gài nút áo giùm em. Hoa cam cho Nhung Dương. Đây. Nhung Dương kèm số hả chị Nhung Dương nha. Rồi lên semi phong rộng 150 ngàn. Nhung Dương cho em xin số thoại nha chị. Nhung Dương. Rồi lên semi phong rộng giùm em nhé, 150 ngàn. Cái nãy vừa cái gì vậy? Màu xanh sau lưng chỉ còn một phải không? Xanh nó là xanh đầm á. Đầm á trời chị ơi. Cái đó là đầm kèm vùng rồi. Em ơi đồ xấu quá. Và em đi đi hồi. Hoa cam trăm rưỡi này, băng đứt này. Đây. Vậy, chị nào comment nhỉ? Em ơi đồ xấu quá mà mới mua 4 lần nào cũng hai trang máy nhận đồ. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, comment gì mà ác ôn quá vậy? Trời ơi, đọc tin nhắn mà muốn thoát tim luôn á. Đưa sổ nha, hai chục mấy. Chị Nhung Dương cho em xin lại số điện thoại cho chị Nhung Dương ơi. Rồi sơ mi phong rộng cho em nhé. 150. Thôi. Tự nhiên comment cái đóng hết tim luôn. Đây ai ai lấy cái đầm này vậy? Ai lấy cái đầm nèm cùng rồi này vậy anh đi. Nhung Dương lấy cái gì vậy? Ờ An lấy cái này đúng không? Cam. Rồi ai lấy sơ mi trang năng mặc nhé, đầm sơ mi phong rộng. Cái này để còn màu gì nữa không? Không có máy đấy mà. Đi. Cái này còn một chữ đen đúng không? Đưa đây. Một rồi bộ này còn hai bộ nhé.
một chữ đen, một trắng đen, một trắng với một đen em. 150.000 phong rộng, 65kg đủ lại mặt vườn. Màu xanh giống hồi nãy bộ hết rồi em ơi, làm gì con. Màu xanh hết rồi, màu xanh chị đang may lại. Màu xanh chị đang may lại đó em. Em lấy thì đợi vài hôm nữa lấy nha. Rồi sơ mi phong rộng này ai lấy trước giùm em nha. Xóa bớt cái dòng này tiết kiệm đi. Không, giờ tải không có được nữa. Phải chuyển qua bên Trung Quốc nó mới tải về được. Rồi một trắng một đen này, 150. Không, đi xíu lấy điện thoại bé tải về xong rồi nhập cái tài khoản một đi thôi. Tải gì? Đưa dùng cái hoa xanh nó ra. Đúng không? Ừ, tải gì con? Cái gì tí á. Sao giờ bị nó hay bị ao ra lắm. Cái ao ra hoài á. Xong rồi xóa đi để tải lại mà giờ nó không cho tải luôn. Chuyển qua bên nội địa Trung nó mới cho tải về. Ơi, em bữa hôm nó bấm lại tiếng Việt. Rồi lên hoa xanh đi. Lẹ lên đi. Hai màu nhá, hoa xanh. Màu xanh hồi nãy chị bận màu hồng tiếng Nhật đó không? Cái phải cái đó là màu đỏ nha. Còn xanh xanh đỏ đỏ chứ phải là màu, không phải là ấy đâu, màu đỏ em lấy rồi. Đâm quần cục hả? Đó đó, màu xanh đó. Rồi rồi. Của ai? Thanh Thảo có lại rồi. Cái xanh nó đẹp luôn á chị Thảo ơi. Xếp tím phía sau. Xếp tím phía sau em nhé. Hồng, cái hồng, cái hồng. Xanh rồi xếp này 180 giùm em. Xếp này em đang may lại mà nắm bi. Cái này là màu hồng. Von hồng. Von hồng. Cái này đầm kèm quần rời nha, màu hoa xanh. Rồi lên màu cho nam mặc đi, 180.000. Như màu đỏ còn một xếp đúng không? Màu đỏ còn. Xong xếp màu đỏ. Thôi cho nam mặc đi. Cho em sơ mi trắng đi em. Sơ mi trắng kìa, 150 đó. Cái kìa nào đó. Đó. Mimi. Mimi đó. Mimi hả? Đưa giùm em dung ra luôn đi, dung dài luôn đi. Giùm em dung dài. Rồi hoa này cho anh đang mặc nhé, còn một sót một bộ hoa đỏ này, đẹp chưa? 180.000. 180.000. Cái này là may ra chị biết bao nhiêu? 2m2 vải. Xanh đang mặc Jenny Lương, còn bộ đỏ lấy luôn không chị Jen? Jenny Lương còn một bộ đồ đỏ lấy luôn không? Sơ mi trắng đen. Mỹ Thị Hà là nãy hả? Ờ. Mỹ Thị Hà. Trắng rưỡi. Đen luôn hả chị? Trắng đấy đúng không? Một bộ đấy đúng không? Mỹ Thị Hà vô. 150. Rồi hoa trắng đang mặc. Hai đỏ luôn kìa. Này, Jenny Lương hai bộ hai màu đi chị đi. Cái gì vậy? Dím. Ờ, dím. Đẹp ha. Trời ơi xinh. Cái này biết sao? 180. Cái gì biết sao bộ này trong may 2m2 vải. Trời ơi là trời kinh khủng. Trời ơi may ra 180.000. Cái tay nó rất là tốn vải luôn nè mấy chị. Coi nè. 2m2 dễ sợ luôn. Món tay nhưng mà vẫn phải ra. Phải ra lô nữa tại vì mẫu này nắng rất là chạy, phải ra lô nữa. Em đang may lại á. À cái này còn đưa đây, đưa hoa tiếp ra đây. Chị lấy hai bộ luôn là đen luôn hả? Đen đâu? Đen xong rồi. Đây. Đen. Bộ em đang mặc có họa tiết này nữa nha. Ừ. Đây là chị Nguyễn Thị Hà lấy hai bộ luôn nha. Rồi hai bộ Nguyễn Thị Hà bỏ vô. Bộ cho đang mặc có họa tiết luôn. Họa tiết cột nơ. Rồi ok lấy rồi. Em đang may lại mẫu này nha, nhưng mà em may bi. Bi. Bi em đặt vải rồi. Vải về rồi mấy chị ơi, em đang may lại. Rồi ai lấy bộ cho đang mặc họa tiết nha, hiện qua bên đây. Xếp tím hả? 185 á chị. Quanh hồng. À chị lấy hai bộ luôn Nguyễn Thị Hà. Bộ em đang mặc cho Hồng Nhung là bộ xanh đó. Hồng Nhung đang mặc. Có đơn rồi. Cách tiếp nhà em đó. Kim Linh Huỳnh Văn Hồng. Kim Linh Huỳnh Văn Hồng. Cho số ngoài Kim Linh Huỳnh ơi. Rồi hòa tiết xanh giùm em nhé. Hòa tiết. Ai lấy hòa tiết trước giùm em hòa tiết. Hàng kẹt hàng lắm mấy chị ơi. Có lại đi. Rồi lên Dung đi. Hồng xinh á. Văn Hồng xinh á. Em rồi ok. Trang lấy đỏ cho Jenny Lương rồi. Rồi lên Dung nha. Hỏi tiếp. Kim Linh Huỳnh cho số thoại nha. Đưa Dung xanh đây con. Hòa tiết cho Mỹ Thanh Văn. Kèm số thoại. Hòa tiết cho Mỹ Thanh Văn này. Mỹ Thanh Văn rất cũ. Này hòa tiết này. Bến Hồng còn màu khác nha. Tiếng nhạc đó chị. Đây đỏ đó. Hòa tiết cho Mỹ Thanh Văn nè. Dì đô tên thân lùn này để kia cho con. Bên Thanh Tây qua mới luôn. Rồi cho lên. Tồi nó vậy.
nửa phân mi đưa hẳn vào bụng để nước tương nó ham vui luôn. Trời ơi sao mi trắng hả? Đó thì sao mi trắng không đồng này sao mà chị ơi sơ mi trắng là chị Trang mặc đó chị, mặc nắng nãy giờ luôn á. Không đồng đây cái form này chị Nhung mặc đẹp nè, chị Nhung lấy thử cho nè sơ mi trắng nè. Đó nãy chị Trang mặc đó chị, bỏ áo với quần cũng đẹp đó. Còn chữ trắng bộ hỏi ai lấy không kìa, ni Trang đưa đây Trang. Marie đẹp nè, còn bộ chữ trắng đẹp nè. Kim lên hình lấy vôn kèm số thoại nha. Còn bộ chữ trắng này ai lấy luôn nè, sơ mi phông rộng chữ trắng. Mình Hòa Tiết Mỹ Thanh Vân. Kim Linh Huỳnh cho số điện thoại nha chị. Bồ Hòa Tiết Mỹ Thanh Vân. Rồi bồ quá màu hồng không? Còn màu đỏ với là màu tím nhạt đó chị. Đưa quanh màu hồng cho chị này quanh này. Rồi sơ mi phong rồng chữ nha. Chữ này trắng hết rồi. Còn đây bồ đang cầm rồi. Là lại này sơ mi trắng thì nó ngon rồi, ok rồi. Này quanh đỏ này đẹp chưa? Với là von tím nhạt, hai màu này đẹp lắm. Hết rồi nha, mỗi thương còn có vài bộ, lấy đi với chị cũng có hàng nhiều đâu. Rồi ai lấy dung Trang đang mặc nha, sắc mắt gỗ vét đẹp chưa, 175.000. Xinh ha. Dung ai lấy dung Trang đang mặc chốt giùm em 175.000. Trời ơi, một cái dung mà 175.000. Dung Trang đang mặc còn mua xì không? Còn không? Nè. Mua xì còn không? Không. À đây, đây này chị Thi Nguyệt Võ. Ừ, vu xì thì khỏi nói rồi. Trời ơi, vu xì này chị thấy được bỏ đơn hôm qua đi rồi nha. Vu xì Trang đang mặc, Trang đặt còn đúng 3 cây, Trang đang lên mẫu nữa là hết luôn á chị. Không có về nữa nha. Cái này em nói liêu mất lọc luôn, cái này là em đặt vải mới có chứ còn vải này không có ai bán trên thị trường hết nha. Rồi vu xì đây thì Thi lấy luôn đúng không? Lấy cho chị Thi đi. Bảo hỏi là bảo lấy đó. Rồi ai lấy giùm vu xì chốt nha. 175.000. Chị ơi màu hồng đang treo. Dung xanh như Nguyễn Thị Hà. Màu hồng. Chị ơi màu hồng đang treo là cái gì vậy? Màu hồng đang treo là dung là von. Von. Von đỏ với lại von tím. Màu hồng đâu rồi? Hết rồi. Hồng hết cha mẹ rồi em ơi. Còn đỏ với tím thôi. Lấy dung ngu xì chị Thiên Ngọc Võ. Dung ngu xì Thiên Ngọc Võ này. Còn đỏ thôi em ơi, còn đỏ với tím thôi. Đang mặc cho cặm tú vô nè. Không, nhưng mà chị biết không, tại vì em mới chuyển qua cái chỗ Diêm Ti. Chỗ giao hàng mới á chị, cho nên là em xin á, tại vì nó bị mất á chị. Nè, cặm tú đang mặc rồi. Xanh, có đơn rồi. Ủa đẹp quá hả, 175.000, nhìn đi vải đẹp lắm. Nghe lời Trang, vải rất là đẹp. Còn dung trắng làm á chị, dung xanh chị Kim Điên có đơn rồi kìa. Kim Điên, cặm tú. Nè, tím nhạt với hồng, tím nhạt với đỏ. Đưa cái dung ràng đây luôn nha. Lấy hai bộ von mặc thử đi, mặc đẹp thì nửa tháng sau mua lại nha. Nè bộ can đang mặc cái gì, von xanh của cho mini nè, dung 65kg không vừa này. Dung dương von đỏ này, von đỏ cho cho ai đấy, von đỏ cho chị Nhung Dương. Nhung Dương có đơn chưa? Rồi. Nè, bỏ đi Dung Dương von đỏ đi. 185.000. Nửa tháng sau gặp lại bộ lô này nha. Nửa tháng sau gặp lại lô này. Này Dung Dương bỏ vô bên đỏ, bỏ vô ra Dung Dương. Dung 65 cái mặt không vừa nha. Kim Điên Dung Xanh. Còn Dung Kim Rằng lấy luôn. Dung Kim Rằng, Dung Rằng đó. Kim Điên Dung Xanh nó đi của hai vậy. Của không lấy xanh hả? Kim Điên nhạc. Dung Quanh bỏ chưa? Hả? Dung Dương rồi. Rồi lên Dung Gucci đi. Kéo xuống ra. Nhưng đi vải đã lắm á chị ơi, em không nói xạo đâu. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Lấy dung xanh cho chị Thiên Ngọc Võ luôn. Cái này là
số 3 ký đổ lại, số 4, số 2, số 3 ký đổ lại. Chị nào mà 65 kg mặc được nha. Chị nào mà 65 kg là mi nho nó mặc được. Đẹp quá, cái cổ đẹp dễ sợ. Chị xanh với chị Hà chưa? Trời ơi. Rồi vu xì, dùm vu xì. Cái dùm vu xì này còn gì không? Răng là răng đó. Tôi đây răng em. Có còn hàng gì không? Đem ra. Đấy, đúng rồi. Đẹp. À, Sony, Sony tay tòng. Để em nói mấy. Giá gì? Đẹp ra. Tay ngã. Tiếng đằng sau hết rồi chị ơi. Dùm răng đây. Dùm beo, da trắng. Em thích cái dùm beo này lắm luôn á. Màu nó xa. Ok, lấy sách lắp lại. Gucci với cẩm tú kìa. Gucci với cẩm tú 175 ngàn. Lấy đi mấy chị, có 175 ngàn. Nhìn hàng vải mê lắm, anh nhắm thật. Nhìn hàng vải rất là mê luôn. Chứ anh không nói xạo đâu, nhìn hàng vải mê lắm. Dung 65 kg không vừa đâu. Số 2, số 3 thôi. Cho chị bộ em đang mặc dung Hà Đinh cẩm tú rồi Gucci đó, cho Hà Đinh đây. Hà Đinh, Hà Đinh, Hà Đinh, Hà Đinh, Hà Đinh, Hà Đinh Gucci cẩm tú. Dung da trắng của chị Mimi nè. Mimi dung da trắng, da trắng sang lắm mấy chị ơi, da trắng sang lắm. Em thích nhất là màu da trắng. Thêm bộ Gucci nữa, nó rất là sang. Dung Gucci, dung da trắng, dung xanh. Rồi lên vé tay ngắn đi. Rồi lấy dung Gucci chốt nha. Trời ơi, dung có tay còn cái gì không ta? Dung có tay á. Nè. À dung có tay á hả? Dung có tay còn cái gì không chị Hồng? Da căng này. Gucci đi. Gucci này. Con vẹt có báo về sọc rồi. Cho chị xem màu của anh nữa để lấy thêm màu nữa. Chị Bon em còn em dơ lên rồi đó chị. Tím nhạt với là màu đỏ đó. Tím nhạt với màu đỏ đó chị, hai màu đó. Em dơ lên rồi đó. Trời ơi, 55 kg mặc bao đẹp. Trời ơi, chị nào đây? Xanh gì vậy? Không có đường. Do cẩm màu. Trời ơi, 55 kg đẹp. Không lấy dung xanh hả? Rồi ok. Mimi không lấy dung xanh, bỏ dung xanh ra. Trời ơi, nghĩ sao 55 kg mặc đẹp lắm. Cũng đáng ném luôn đó. Rồi kéo xuống đây rồi, qua mẫu. Rồi lên vé sọc. Tay ngắn 150. Giá vậy em. Gì vậy? Tầm sọc công hả? Đây đây đây. Lấy ra. Màu gì? Màu đeo. Rồi em lên tầm sọc. Hoa băng tiêu nè. Cái này tầm sọc vải đẹp lắm mấy chị ơi, nó mắc lắm. Rồi cái này có mấy màu đưa ra đây. Ok, con lấy xanh mấy xanh nha rồi. Đổi lên giùm em mã tầm sọc kèm cùng rồi nha, sơ mi kèm cùng rồi. Má ơi, mẫu này nó đẹp. Mẫu này em may là em đang may voan. Chứ tầm sọc là hết rồi. Đẹp chưa? Quay cái vải này mấy chị. Trời ơi, chết người luôn rồi. Rồi bộ này chốt giùm em nhé, tầm sọc 100. À chưa thấy rõ hả? 180 ngàn. Cái này là tầm sọc nha, hàng cao cấp. Hồng rốt. Đấy nè, là chị cái trang hồng. Cái hình này lấy hồng rồi đúng không? Bây giờ nó còn màu đỏ nè, đó. Màu đỏ với là màu tím nha. Rồi em còn hai màu này, còn màu hồng hồi nãy chị lấy rồi. Bây giờ lấy đi không thôi, em đóng xỉ hết á. Còn màu đỏ nè với là vì còn mỗi thứ mỗi ít em đóng xỉ. Màu đỏ với là màu tím á chị Kim Linh Huỳnh ơi, còn màu đỏ với tím á chị. Vì xong cái line này còn nhiêu lại em đóng xỉ hết. Xỉ nó đóng lô á mấy chị. Lại lẻ bao nhiêu lấy hết. Thôi là được nửa tháng rồi mới có hàng. Rồi bộ cho đang mặc 180 tầm sọc giùm em. Bộ này là tầm sọc nha, nhưng mà là mê. Nhưng bộ này là mê luôn. Rồi màu này hai màu, màu đen với màu riêu, còn màu đen không? Còn. Đưa đen này cho em. Kèm vùng rơi nha. Riêu với đen hai màu. Form này đẹp quá. Do cẩm đào nhúng xanh von. Nhúng xanh von này. Cái này là riêu. À cái này là mò tầm sọc nha. Nó mỏng mỏng như von vậy lắm chị, nhưng mà nó cao cấp hơn von. Còn từ đó hết rồi đó. 180 ngàn. Là cẩm màu đấy, lấy bộ đang mặc đúng không? Nhúng xanh nè.
Rồi màu đen với màu riêu nhé. Màu đen với màu riêu. Cầm sọc cho Jenny Lương này. Lấy màu nào tình yêu ơi? Màu xanh màu đen. Lấy hai màu đi chỗ bốn đẹp màu nè. Từ từ. Màu này là hai màu nhé. Màu đen với màu riêu. Chào chị Hồ Thị Ngọc Thanh nha. Hình như hồ xì hồi nãy em thấy có một set đúng không? Cái này hồi nãy em có hay không? Ủa hồi xì Ngọc Thanh rửa sọc đó nha. Tháng này đó như... Không, ý lấy này rửa hình rửa cho hàng kiện đó. Đúng Ngọc Thanh đó. Phương Trần lấy cái gì vậy chị? Phương Trần 145 ơi. Lên hết sạch banh rồi. 108. Phương Trần lấy cái thêm gì tím, thêm tím cho chị Kim Linh Huỳnh. Kim Linh Huỳnh. Trời ơi, cái tím nó em đẹp lắm. Em có lấy cái set mặt đó. Hôm qua mặt đi đi ăn sáng á, ở đầu xóm người ta gọi quá trời luôn. Dúng dúng ru xì hả? Đâu có đâu. Đây này ru xì còn bộ kìa. Cho ai? Nếu kim đi qua ok không kìa thì chốt nha. 208 dúng ru xì. Nãy bị bom về đúng không? Ừ. Là kim đi lấy cái này đúng không chị? Gia đi lên lấy hai màu. Ru xì màu đẹp, màu đen với màu riêu á. 108. Đó, kim đi lấy ru xì đó đúng không chị? Đúng rồi. Đương nhiên lấy uxi này đúng không? Còn bộ. Rồi đưa lên Thanh lên. Thanh Thảo với bộ cưng đang mặc có đơn rồi đó. Thanh Thảo có đơn rồi. Rồi đưa chị Thanh Thảo đi. Màu đen cũng đẹp lắm luôn. Lấy hai màu mặc đưa với chị. Màu đen đẹp lắm. Màu đen này. Trời ơi cái này mấy chị nhìn hàng mê lắm luôn. Này coi cái quần kìa. Chị Kim đi lấy uxi không chị? Để em biết đường nha. Này tầm sọc này. Cái vải nó đẹp lắm luôn mấy chị. Vải đẹp lắm. Rồi hoa văn ai lấy chút mình. Rồi màu hồng rốt, cây hồng rốt này, mặt tây lắm luôn. Rồi ai lấy cây hồng rốt chốt giùm em nha. Cuối giờ rồi mấy chị. Này cái cây hồng rốt đẹp chưa? Lấy gu xì luôn tổng cộng 3 màu. Jenny Lương chốt cho Jenny Lương cho nó nhanh đi con. Rồi cây hồng rốt này, đẹp chưa? Trời ơi là trời, để tránh mặt cái bộ này vô cho mấy chị. Rồi cây hồng ruốc, trời ơi cái màu này nó cưng. Cây hồng ruốc là Mỹ Thanh Văn. Tại vì mấy chị biết sao cái màu Gia Nhi Lương, Mỹ Thanh Văn, Gia Nhi Lương. Cái màu này mấy chị biết sao, nó mặt nó trắng da lắm mấy chị. Nó nhã nhặn dễ thương lắm. Trời ơi đẹp quá hả? Đẹp ha. Mỹ Thanh Văn ơi, chỗ nha. Người chi? Mỹ Thanh Văn 108 thì đúng chứ. Bộ nơ 108. Cột nơ nếu đối được hạ tiết thì đối với chị nhỏ ok. Đây, Mỹ Thanh Văn. Ủa, cái đơn hồng dung đâu rồi? Bộ hồng ruốc đúng không? Để con hồng dung đây. Mỹ Thanh Văn hồng ruốc không? Là cái bộ hồng cây hồng rút Nguyễn Thanh Vân dồn đơn bộ nơ 108 có cột nơ nếu đổ được thì bộ xanh Kiều Loan bộ xanh Kiều Loan đây là bộ xanh Kiều Loan 108 nha tình yêu 180 kèm tiền rồi nhé. Đây nè bộ mới nè đưa đây đâu nha. Rồi bộ xanh cho dạ. Bộ xanh cho chị Kiều Loan 180 cho Trang Kiều Loan cho em xin sót lại chứ có đơn. Ngọc để cây hồng ruốc. Ngọc để lấy cây đi kìa. Đâu vậy má? Đi đâu giờ mới vô vậy má? Ơi cái màu này xinh quá à. Ngọc để em chưa đi đơn nha. Không mai em đi đơn nha chị. Không coi còn hàng gì đem ra cho em nha. À còn hai cái dung hai màu mặc luôn cho mấy bạn. Mấy bà lấy. Ngày đầu tiên này. Đầm á. Màu đen tầm sập cho băng tuyết trường này. Ngọc đệ này. Ngọc đệ hả? Cái này đâu ra còn 3 cái vậy? Sót con hả? Cái này sót con còn 3 set này.